Em ơi, đi hội hoa xuân đi em. Eo ôi, xuân đến rồi, đẹp quá. Hoa muôn nơi sắc màu rực rỡ. Eo ôi, đi chậm như em thì đến Tết năm sau mới đến. Thấy chưa, xuân, xuân đẹp. Nó không có như mùa đông, mà không như mùa thu, mà không như mùa hè, mà nó là mùa xuân. Xuân đã đến rồi, rêu rạc ngàn hồng hoa xuống đời. Vui trong bình minh, muôn loài chim hót vang mọi nơi. Đẹp trong tiếng cười, cho kịp người tình thương đắm đuối. Nắng xuân đem vui với đời. À, nghe gió về, đàn tiếng hòa như muôn tiếng đàn. Xuân đem niềm vui, cho ngày xanh không hoen lời than. Sầu thương xóa mờ, tình yêu đời càng thêm mà chan chứa. Khát khao xuân tươi thái hòa. Chị em ơi, trai đẹp, trai đẹp. Trai đẹp, thích quá cơ. Sao nữa? Người đâu gặp gỡ làm chi? Trăm năm biết có duyên gì hay không? Gì vậy? Vô liền đi còn thơ văn rồi nữa. Anh kỳ quá, em phải nói như vậy để người ta biết mình là cái con người có văn hóa. Giàu gì là em cũng có cái bằng cử nhân kỹ sư mà anh. Tình duyên là cái chi chi sàng qua sàng là em tát cho vỡ mồm. Thơ hay không? Tránh ra đi để cho chúng em đi nhá. Giật mình. Em hết hồn. Miền Nam. Ta gần đi rồi, ta anh hò xong chắc nó mất tiêu luôn á. Yên tâm. Để coi anh tỏ tình kiểu miền Nam. Ráng nha. Rồi vô. Mình như động đất luôn đi. Anh ơi, lần sau anh có hò, anh dịu dàng chút xíu, phụ nữ người ta hết hồn á. Ủa, hò vậy hết hồn? Hết hồn. Đúng vậy rồi, em giật mình, em hết hồn, em bị bệnh tim. Vậy làm lại. Làm lại đi anh. Vô. Hay. Trời ơi, hay quá. Hay quá luôn ấy. Bây giờ mận mới hỏi đào, giường hồng đã có ai vào hay chưa? Nè, nói là không phải nổ với hai em nha. Ông anh của anh được có một cái là mỗi lần mà tao rất gất cái giọng hò lên thôi, trời ơi, ai nghe xong thấy là tao nói yes sir, té xuống hết xỉu, nằm sắp lớp đó. Tại ai cũng nói rằng là ảnh hát giống Minh Vương đó. Đúng rồi, anh của anh hát giống Minh Vương. Mà Minh Vương á, khi mà bị bệnh á, giọng là đó. Chị anh nói gì cho để bị hại. Không, anh hò làm sao mà để người ta nói anh lúc bị giống như Minh Vương bị bệnh là tại anh á. Cái gì vậy? Dạ em hò Huế. Trời đâm ba. Thôi, anh ơi, không xong. Em thấy hò quá, mấy mình về đi anh. Không xong, anh. Khoan về. Này, thời buổi bây giờ mà cứ ho kiểu này là nó nhạy cảm lắm, người ta đi ngay. Em hò đâm bang quá, đừng hò. Anh ơi, đi đâu mà vội mà vàng, dừng chân ghé lại gian hàng chúng em. Anh ơi. Tự nhiên như điện ấy nhỉ. Ôi dồi, nó dần sao. Ủa sao mặt lạ vậy? Nói nghe nè. Sao? Anh chị ơi, cái vụ mà mình mình ướng vậy đó là cái tuổi lứa tuổi học sinh, hiểu không? Còn tuổi của chị với tuổi của anh là tuổi phụ huynh, hiểu không? Cái gì? Mình bớt á. Biết gì hết chúng em cứ pha người ta không rồi. Không, em nói thiệt. Ai nói em học sinh nó đó. Đá vậy? Anh nói mà nói thiệt luôn, em nổi da gà luôn á. Học sinh là thường thường nó đá vậy nè. Nó đá sao? Nó đá lên. À, học sinh là đá lên hả? Cỡ tụi anh mới là hiểu không? Em hiểu rồi. Chị ơi, học sinh là tuổi học sinh là cái tuổi còn sung sức là nó đá lên, hiểu không? Còn tuổi anh hết sức rồi là đá ngang.
Bậy nữa, bậy nữa. Ờ, nói chơi thôi. Ôi, vô, 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 đi. Em ơi. Dạ. Anh làm gì vậy? Này. Anh gặp, có... gặp người yêu, gặp gì? Tôi định làm gì giọt mẻ, giọt nổi. Chị ơi, bớt lại. Thì anh hai. Anh hai. Thế này, anh ơi, anh đứng lại đi. Thế bây giờ anh hỏi như vậy thì em xin phép em trả lời nhá. Trả lời có không? Thì là... Lúc nãy anh ấy hỏi cái gì, chị quên mẹ nó rồi ấy nhỉ? Em sợ chị quá. Chị không nhớ mà chị nói là chị việc rồi. Măng hôi đau. À, nhớ rồi. Em nhớ rồi. Nhớ chưa, nhớ chưa? Mận hỏi thì đào xin thua. Buồn hồng có lối nhưng chua, ai vào? Ai vào? Chưa ai vào luôn. Anh ơi, chưa theo có vào. Cái chế độ mà của NASA nó nghiên cứu đó mà cái giường hồng có lối mà chưa ai vào gọi là ế đó anh. Vậy hả? Này, anh kia, anh nói ai ế đấy? Anh có biết bây giờ gái ế là một xu thế không? Em bây giờ đi ra đường ấy, người ta nhìn em ấy, ai người ta cũng bảo em là Forever 21 ấy. Đúng rồi. Lại gì, lại gì? Dạ, em có nghe gì, em nghe nói chắc là 41. Dạ, 41 cái tuổi gì? Anh. Forever 21 đó. 41 tuổi à? Người ta nói được. Ta 21. 21 hả? Trời, tại vì em thấy, xin lỗi, tại em thấy cuốn cái lưỡi vậy quá, em nghe tụi đâu 41. Để anh, để anh. Em lấn lấn vô ngoài. Xin lỗi. Em tôi nó bập chập vậy đó. Chứ thật ra là thấy hai em... sinh thế muốn hỏi em là thiếu gì người o bế làm sao mà ế đúng đúng ý muốn hỏi là hai em tên gì thế hai tên em, gì tên gì thế hai em là xinh đẹp như tiên dáng thế nghe tên xong hai anh sẽ bị té ghế. Em ơi hai em yên tâm. Em té ghế là anh sẽ bế. Bậy, bậy, bậy. Bậy, hốt bậy rồi, cái này của anh. Cái này của anh á. Không, em hốt anh bế, anh bế. Em. Ủa, nhưng mà nó nghe nè. Hai em tên gì mà nghe thấy ghế? Ờ, tên gì, tên gì? Tên gì mà nó té ghế? Dạ. Đầu lòng hái à tù ngã. Thơ rồi, thơ, thơ. Anh biết rồi. Thơ Nguyễn Du. Em tên Thúy Kiều. Thúy Nga là chi? Vậy em là Thúy Dân Bảo Vĩ lại nhặt nó không có dính gì vô cái thơ đó chứ anh không có lãng nhác gì hết không lãng nhác lãng giang gì hết miễn sao có tên là được rồi có tên là được rồi người đẹp có tên là được rồi thôi kệ tên gì cũng vậy đây là Thúy Nghe đây là Bảo Vĩ thôi còn hai anh giới thiệu danh tánh của mình luôn đi cho chúng em biết giới thiệu cho sợ em trời cái gì kinh vậy cuối lòng ủa cuối lòng là rắn hả cuối lòng là rắn thì nãy em đọc em là đầu lòng hay ả tố nghe đúng không em là đầu lòng thì anh là cuối lòng chơi chữ hay hay, hay hay đầu lòng với cuối lòng hai đứa nó mới muôn văn hộ đối đúng không giới thiệu chứ sợ giới thiệu sợ nè vào nha cuối lòng hai gà bảnh bao Bảo Liêm là chị hai bảy bóng à nó giới thiệu bảy là hoàng cưng em anh lộn anh nói lại nó nói hồi tại sao nói với anh giới tính khác vậy may quá luôn nói lộn nói lại không có làm gì dữ vậy đây lại lại cuối lòng hai gã bánh bao ngon lành Bảo Liêm anh lớn đó. Em là quầm thai ủa cái gì ủa quầm mai có thai quầm thai là hoài thăm á anh trời ơi em quầm mai đâu mà có thai giới thiệu đàng hoàng còn mà đặt nói lái rồi nữa em phải nói về văn chương để người ta biết mình có bằng kỹ sư thôi mà bà quý nhân kỹ sư mà anh dạ này thôi quầm thai với Bảo Liêm ơi thôi hai anh cứ chạy lòng vòng làm cái gì thôi bây giờ em chỉ muốn là mình đi thẳng vào vấn đề vào luôn đấy à? Đấy vào luôn cho em luôn vào luôn á chị ơi bớt lại vào luôn bớt lại chị ơi vô luôn nha em ơi vô luôn đi thẳng vô đào thao luôn cho em không thích vòng vòng đi vô thẳng thành phố luôn yes thấy hai em xinh đẹp dễ thương đúng rồi hai anh muốn muốn gì muốn cái gì em cũng chiều muốn làm quen được không trời ơi hụt hẫng sợ luôn ấy cứ nghe tưởng muốn cái gì kinh khủng lắm cuối cùng chỉ muốn làm quen thôi à làm quen này xin lỗi nhá làm quen đây không có dễ đâu sao vậy nhìn đi dù sao đằng này cũng là lá ngọc cành vàng đấy nhá không đó là chanh muối chứ cái gì
Cái gì à, nhìn đây mà bảo là chanh muối à? Không phải. Là sao, là sao? Anh ơi, này không phải chanh muối anh ơi. Ủa? Dạ, nhìn kỹ rồi, chanh hỏi. Chanh hỏi là chanh gì? Chanh hỏi chảnh đấy. Ôi dồi ôi, ý anh bảo là em chảnh á hả? Ừ. Ôi thật cũng may, chứ nãy giờ cứ nhìn vào đây bảo người ta là chanh muối. Ê, xin lỗi nha. Này, nhìn vậy thôi. Này, nhìn đây này. Gì? Nhìn vậy thôi chứ bưởi đấy. Bưởi đấy. Ừ, bưởi năm rồi đấy. Ê, sao em mở miệng ra được cái tầm bậy quay. Cái gài em cái bưởi mà nổi tiếng người ta gọi là bưởi năm rồi. Anh, ừ. Nói nghe, nổi tiếng thì nó năm rồi hiểu không? Ừ. Còn này nó nổi lình bình như lục bình vậy là phải bưởi năm rồi hiểu không? Bưởi năm rồi nó nổi lình bình vậy. Thôi nên dạ, nói chung là tụi anh vẫn chơi thôi. Chứ thấy hai bé dễ thương thì dạ muốn là quen cái mà. Quen vậy thôi mà. Nhưng mà bển nó nói là cành vàng lá ngọc. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi. Bên đó là gì? Là cành vàng đúng. Lá ngọc. Hai em là cành vàng lá ngọc thì hai thằng anh cũng là cẩm thạch hộp xoàn. Ngọc Quang là lấy sĩ hàng anh không đó. Vậy hả? Đừng có coi thường nha. Đừng có coi thường nha cưng. Nhưng mà nói cho hai em nghe nè. Thật sự đó là thấy hai em dễ thương bảnh bao muốn làm quen. Đúng rồi. Mà em nói vậy xin lỗi ngó lại coi. Ngó coi. Ngó đi. Ngó đi. Đây cũng đẹp trai bảnh bao à. Anh ơi, đẹp trai bảnh bao cùng không đu. Trời ơi, đang nói chuyện vô duyên vậy anh. Cái gì? Ừ. Anh nói nắng chí mà vô hầu rửa. Em còn nói chí mố mà anh nói em là vô duyên. Em ơi, nói nghe này nha. Tụi anh là thấy em dễ thương, thấy không? Thì hai đứa đến làm quen thôi. Chứ còn em mà nói cái kiểu mà đẹp trai vậy mà không giống vậy, người ta đi ngang qua người ta quánh giá trị hai thằng anh sao? Người ta nói hai anh như vậy mà là cái vườn háo sắc, thấy không? Anh dạ... ơi, bình tĩnh em giải thích này. À. Hai anh làm như là đẹp trai có cái lỗ tai để trang trí chứ không hiểu cái ngôn từ của người ta. À. Ủa chứ em đã nói lại gì? Nói người ta sao? Nói là hai anh đẹp trai cũng không có đủ. Đúng rồi. Chứ không anh phải not như... enough. À vậy hả? Yeah. Anh biết tự nhiên tự nhiên. Để anh biết tại em nghe tụi nó đẹp trai. Vậy chứ sao mới gọi là đủ? Phải có trí thông minh nữa. Đúng rồi. Ý anh, không lẽ hai anh em mình nhìn ngu lắm hay sao tự nhiên phải có trí thông minh nữa anh? Anh nhìn nhìn em cái mặt em có thấy ngu không? Không ngu. Cái mặt em nhìn đâu có ngu đâu đúng không? Không có ngu, hơi ngáo tí. Không ngu. Không ngu đúng không? Không ngu. Mặt em là không ngu, mặt này gọi là mặt gì anh? Xấu. Xấu. Gọi mặt xấu. À, không đúng, mặt em là mặt xấu. Mặt anh là mặt xệ. Đó, hai đứa xấu, đứa xệ chứ không có ngu. Không ngu. Không có ngu. Hai anh em từ từ bước ra đường. Bước nè, đến ngã tư đó. Đến ngã tư. Xe thắng cái két. Hai anh em đứng tại bà con vừa. Người ta nhìn ta nói trời ơi, hai anh em không xấu đều. Hai khùng. Khùng đâu mà khùng, tự nhiên hạ giá mình. Hai anh em mình không có bình thường thôi. Hả? Không, hai anh em mình phi thường. Không, phi thường, phi thường. Phi thường, phi thường. Phi thường, phi thường lắm phải không? Phi thường thì phải phi thường chứ không là cho ra đường đấy. Nhưng nhá. Mà làm sao? Giờ em muốn gì? Đây, bây giờ em thử đố vài câu xem anh có phi thường hay không nhé. Muốn làm gì làm đi. Hỏi đi. Này, mùa xuân Tết đến, thường thường người ta đi chợ người ta mua cái gì? Muốn mua cái gì mua? Hay, đó, bây giờ em trả lời cái đó, ta lòi cái gu của em ra rồi đó. Là sao? Hay quá, cái... qua đi. Sao? Người ta hỏi muốn mua cái gì? Ừ. Chứ không phải là muốn mua gì mua. Mua cái gì là tức là người ta muốn hỏi mua cái gì, nó thẳng vấn đề vậy. Thôi người thông minh trả lời. Người thông minh anh trả lời thử coi. Nghe trả lời. Cái gì? Mua xuân mà đi chợ xuân là người ta thường thường là người ta mua hoa cái... đúng không? Ô giỏi thế. Thấy chưa? chính xác. Anh mới xàm anh Liêm. Nghĩ sao? Anh là anh thích mua hoa đúng không? Nhưng em không có thích mua hoa. Em thích mua bánh mứt thèo lèo cứt chuột, thấy không? Dạ, vậy chết giờ người ta đang đố mình, người ta coi cái trí thông minh của mình. Ủa vậy hả? Người ta hỏi mua cái gì, anh nói mua hoa là chính xác rồi. Ủa vậy là mua đúng rồi, mua hoa là chính xác anh à. Rồi bây giờ trả lời đúng rồi, giờ muốn làm gì? Muốn gì? Thì nói chung là bây giờ nếu mà trả lời đúng rồi thì em xin đố tiếp. À đố hả? Mà đố vậy gì? Thì em lại đố tiếp về loài hoa. Ôi ơi, hoa thì anh có biết hay không? Một bụng. Mới đi chợ xuân về, hoa gì cũng mua hết. Chị đố. Muốn đố hoa gì là anh có hoa đâu. Anh chắc không? Chắc chắn luôn. Chắc rồi anh vô đi, anh trả lời. Nếu đố về hoa, đố đi. Anh ơi, cố lên nha, đừng để mất mặt gia đình nha. Yên tâm. Rồi, đố về hoa. Cố lên chị, cố lên. Mời. Nghe nha. Đó. Nghe nha. Chuẩn bị đi anh, chắc chắn là phải nha. Nghe em đố nha. Nghe về em đố đầu xuân xuống
Hoa gì? Hoa gì là hoa gì? Hoa hả? Hoa gì? Ai biết hoa gì? Hoa gì anh Hải nói anh biết mà. Có đố gì đâu hoa gì? Ủa, đúng chưa rồi đố, hả? Tôi chưa đố, mới đề ba vô à. Trời ơi, làm anh em nhảy gần chết luôn. Mới đề ba mà anh em qua mất quá. Nhảy thoát mồ hôi. Bây giờ hai thằng tự đố rồi. Ủa giờ chưa đố hả? Chưa đố phải không? Chưa có đố. Thôi giờ đố đi em. Rồi làm nãy giờ nhảy chết. Ê, nhưng mà nó nghe khoan, xí. Sao sao anh? Bây giờ nó nghe nè. Khoan, nhờ anh để anh hỏi coi. Hỏi đi, hỏi hỏi trước chứ. Hỏi đi. Nếu mà bây giờ hai anh em mà tụi tôi mà trả lời đúng đó ha. Thì bên hai em ấy có thưởng cho gì không? Nói chung anh muốn cái gì thì em chiều hết. Muốn gì em cũng chịu hết. Vô rồi, vô rồi. Cái game này vô rồi, vô rồi. Cái game này đã nè. Nó nghe là giống như giờ, giống như mình chơi game show vậy đó. Bây giờ đòi trúng là mình có thưởng. Đúng rồi. Bây giờ như vậy nè, nếu mà giờ hai em á mà đố, mà hai ai thằng anh mà đoán được đó, đố trả lời được á, thì bên ấy cho tụi này hôn một cái. Đó. Được không? Còn nếu mà bên đó hai em mà đố mà hai anh không trả lời được thì hai thằng anh sẽ đứng yên tại chỗ cho hai đứa em hùng một cái. Đó, đứng yên luôn. Chị ơi em không chịu đâu. Sao không chịu? Đúng cùng húng mà sai cùng húng, vậy là mình bị hại rồi. Bà sao bà dại thế? Trời, chị em mình ế lâu rồi, bây giờ tự nhiên có đàn ông người ta đến ta hãm hại là phải mình phải vui. Phải vui. Phải vui nhá. Dạ. Mừng quá, đố luôn, chơi luôn. Chơi luôn, chịu không? Chơi luôn. Rồi, rồi, rồi. Đấy anh. Anh, lên. Đấy anh. Lên. Chuẩn bị hung nha, chuẩn bị hung nha. Rồi, vô đi. Đố nè, đố đi. Khó lên nha chị. Đầu xuân năm mới là đóa hoa gì? Đầu xuân năm mới là đóa hoa mai, vượt dặn đường dài là hoa thiên lý, tánh tình mà thùy mị là đóa hoa trang, cảnh sống mà giàu sang là hoa chảnh chẹ là bắt dài. Sao chửi vậy? Sao tự nhiên bảo em là chảnh chẹ? Thì đúng rồi, giàu sang là nó ưa chảnh chẹ, đúng 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 rồi. Đúng không? Sao tự nhiên cứ nói mình giàu sang là chảnh chẹ là sao? Này em xin giới thiệu với hai anh nhá. Mặc dù tụi em giàu từ trong trứng nước, nhưng chưa bao giờ biết chảnh chẹ với ai là gì hết nhá. Chưa có chảnh chẹ kìa anh. Ủa thôi, giàu trong trứng nước là giàu sao? Giàu trong trứng nước hả? Là mình lấy cái trứng mà mình bỏ vô nước, cái mình luộc sôi lên là cứ như là như trứng luộc vậy, là trứng nước là trứng luộc, trứng luộc là trứng nước đó. Là trứng luộc sao vậy? Trứng luộc là nhiều khi mình ăn trứng luộc hoài nên không có xài tiền cho nên mình giàu. Hai anh đi về thướng đi. Đẹp trái đi. Mà dột. Nó nói nhà em bị dột đó. Quê chứ anh. Xin lỗi hai em. Nhà anh mua ở Fountain Valley có 1.8 triệu thôi. 5 phòng ngủ, 8 phòng tắm, 2 cái hồ bơi và có sân tennis ở đằng trước. Nhà anh là never dột. Chị nói đi chị. Này anh ơi, lại tội nghiệp anh nữa rồi, có cái lỗ tai để trang trí cậu không có hiểu. Nó bảo là hai anh nhìn vậy chứ mà dốt. Đúng rồi. Chứ không phải là dốt. Ủa, tự nhiên nói là tụi anh dốt là sao? Tự nhiên đang nói dốt là dốt chỗ nào? Không, xin lỗi. Đúng, ta chửi dốt, đúng. Là sao sao dốt? Ta đang đố trái cây. Ủa, ta đang đố diều hoa. Anh ơi, em nói anh dốt là bởi vì giàu từ trong trứng nước là giàu từ nhỏ đó, anh có biết không? Thấy chưa, em dịch tầm bậy không, người ta nói em dốt phải rồi. Không biết, tại vì tự nhiên nói dột, em nghe dột chứ em đâu có nghe dốt. Là giàu từ trong trứng nước. Thấy không, là giàu từ nhỏ. Đúng rồi. Là cứ như là xin lỗi. Xin lỗi thôi. Nói bài vui biết. Nói chặt rồi, nói lợi, nó làm dữ vậy. Đố cho vui thôi mà. Này, bây giờ nghe đố tiếp nha. Đố tiếp là để anh trả lời lợi chứ. Anh trả lời lợi nha. Rồi, con anh gỡ. Lấy lại mặt mũi gia đình anh. Nghe nè. Nghe anh gỡ. Cảnh sống giàu sang mẫu đơn phú quý, cánh tình mà thùy mị là đóa hải đường, hay giận hay hờn là hoa mít ướt, tình cảm sướt mướt là đóa hoa hồng. Hỏi vợ hỏi chồng, Hỏi vợ hỏi chồng để anh về hỏi má mai trả lời được không? Về cái gì? Đi mổ sao về vậy? Hỏi vợ hỏi chồng thì phải về hỏi má chứ.
Chứ bây giờ mình đây mình trả lời mình lấy rồi người ta coi thường mình sao? Đúng, trời ơi, áo mặc sao qua khỏi đầu đúng không? Thôi vợ nói chồng là chịu rồi. Đúng rồi, hai đứa mình là thuộc loại cái tiếp người dễ thương chứ không thể nào dễ dụ. Em rảnh không? Dạ. Vào mượn cho chị cái thang. Ráng mà kìm cái thang chị. Chị bắt cái thang lên, chị leo lên, chị nói chuyện với anh cho nó vừa lòng. Là sao, lại sao? Để nổi. Anh cao quá mà. Là sao? Này, anh đã từng soi gương chưa? Có, mỗi ngày. Anh nhìn vào gương mặt của anh trong gương chưa? Mỗi ngày luôn. Cái trán của anh thì nhăn như là trán khỉ, mắt thì bụt như mắt bò, mũi thì hình như mũi trâu, mà cái miệng hô như là miệng con gấu. Ủa, nó khen anh dữ vậy ta? Nét đẹp anh đẹp dữ vậy sao trời? Em ơi, dạ, em ơi, em áo đỏ bên kia ơi, dạ, cái mà mình nói ai đó là mình phải nói đúng người đó nha, bắn đúng người đó chứ em đừng có bắn qua người khác kỳ lắm. Hiểu không? Cái vụ mà cái mỏ đó, cái vụ mà cái mỏ hô hô đó. Cái mỏ hô như là con gấu. Ôi chết, sao mà em tả anh nhỉ? À. Mà miệng anh hô thật ấy, em xin lỗi anh. Mà cái miệng anh này móm này. Miệng anh móm như là con gấu. Đó. Giờ vô rồi đó anh. Giờ vô rồi đó. Ta là tả nét đẹp, giờ nó ra nét đẹp đó, đúng không? Bây giờ trời. Nhờ em tả cái nét đẹp của anh mà anh mới thấy luôn á. Đẹp không em? Ngon rồi, ngon rồi. Đã quá rồi. Qua đứng bên này, qua đứng bên này. Ngó coi. Nhìn em. Trời ơi, cái góc khung hình này. Hay giống không? Giống nét lắm đại không? Em nói thiệt anh nha. Anh mà đẹp giống vậy anh đừng có ra đường. Sao vậy? Nét đẹp này giờ phải bỏ trong lòng. Ủa em lòng chi? Trong cái chuồng đó anh hiểu không? Đó là cái mua cái chuồng vậy em thả anh vô trong em khắc một khuỷu thôi. Đưa cái mặt anh ra giống như mặt ra. Đó giống vậy đó. Rồi bắt đầu em mới bán vé cho người ta vô coi. Ở dưới em có chú thích thêm vàng nữa. Để gì dưới này? Đừng chọc phá thú dữ. Không, cái này là người ta tả chứ không phải em đâu. Nói gì mà nghe hồi thấy ghê vậy? Ê nói nghe nè. Anh nói em nghe và chịu hợp tác không? Dạ. Anh bỏ tiền ra đầu tư mua cái lồng về đó rồi anh bán vé em hốt tiền, anh bán vé em hốt tiền. Chỉ về anh. Thì mình bán ảnh dễ bắn người ta dễ rồi. Này! Hả? Quê! Nãy giờ ta suy nghĩ không kịp. Không kịp hả? Ta nói anh là trán khỉ nè. Mắt bò nè. Mũi trâu nè. Đúng. Miệng gấu nè. Động vật nguy hiểm. 400 con vật ở trên cái mặt anh đó. Đúng rồi. Vậy đâu phải con người. Anh á bây giờ biết không, hồi xưa mà ta coi cái channel mà Discovery đó. Là giờ người ta bỏ coi cái channel đó luôn. Ta chỉ mở coi anh thôi là thấy hết tất cả những con vật ở trên cái con người của anh á. Ủa vậy nói anh quái vật hả? Không. Em nói mà nói. Ai mà nói anh quái vật? Nói gì mà ác mồm, anh chỉ là quái thai thôi. Chị ơi mình hiền. Tự gái nha, quê nha. Nói vậy thôi đi về đi chứ anh. Không, chưa trả lời xong mà. Ủa vậy hả? Nãy là mình tưởng là hỏi vợ hỏi chồng, tức là khoái mình, chịu mình. Mình mới về hỏi má. Đúng rồi. Thật sự ra trời ơi, trả lời là phải thắng. Biết không? Thắng. Nè, để không, đó là hiểu lầm. Nãy hỏi gì, nãy hỏi câu chót là gì? Hỏi vợ, hỏi chồng. Đó thấy không? Là qua thua. Đó là qua thua đó em. Qua thua là hoa gì? Qua thua là hoa gì anh? Trả lời em được thua chứ sao? Vậy mà hỏi anh vậy mà làm như quá. Cũng là tiền hỏi trời không thua rồi. Không biết phải hỏi chứ sao hả? Không biết. Này. Thôi vậy qua gì? Ôi anh không có đi học à? Dễ thế. Hỏi vợ hỏi chồng là đóa hoa tai đây này này. Đấy, hoa tai này. Ủa sao gọi là hoa tai? Thì bây giờ anh đi hỏi vợ, anh phải có hoa tai để anh mới cưới được vợ, hiểu chưa? Không, hồi nãy là tính nói cái này rồi mà quên. Chị ơi. Em là em có em biết rồi mà tại em tưởng anh biết đó nên anh em mới không trả lời. Chị anh ơi, bên nợ thua rồi, bên nợ thua rồi. Thua rồi. Mình húng thôi. Cái gì? Mình húng đi chị. Cái gì? Thua hả? Người ta thua. Dạ. Mấy anh thua rồi. Vậy là em được hôn với anh rồi đấy. Chị hôn nhá, chị hôn nhá. Nãy em nói gì? Nãy em nói đâu? Đứng thẳng cho nó hôn. Này. Anh kìa, em làm trước đi, em thua mà. Nghe hôn cái người cứng. Cứng á. Để tao hôn cái. Em ơi, chị hôn như thế này người ta gọi là hôn gì đấy em? Chị ơi, mình hôn mà người ta đứng trệt chân như rửa thì gọi là ép hôn. Vậy hả? Vậy thì chị hôn lại nhá. Đáng kìa. Nữa hả? Trời ơi. Em ơi, chị hôn này người ta gọi là hôn gì vậy em? Chị ơi, mình hôn một cái rồi mà mình hôn một cái nữa, người ta gọi là tái hôn. Hay ta. Hay quá. Vậy bây giờ chị hôn thêm cái nữa này. Chị hôn thêm cái nữa này. Em ơi, chị hôn này người ta gọi là hôn gì em? Dạ, còn mình đè xuống mà mình hôn như ní thì người ta gọi là cường hôn. Trời ơi, vậy thì
phải làm lại cái nữa. Bây giờ chị làm lại cái nữa người ta gọi là hôn gì nhá? Cấm hôn. Sao lại cấm hôn? Ra đây. Thật có thấy ta rồi nhường cái làm tới. Không anh ơi, dạ mình thua mình phải chịu chứ anh. Nhưng mà đã giao con trai à? À, ôi vậy hả? Thôi, nói chung là nãy giờ em cũng được ba phát rồi, cũng vui lắm. Chị phấn chấn quá em ơi. Bây giờ do thơn đến em đấy. Tới em. Rồi tới em đó. Tới em húng phải không? Đúng rồi. Hay quá. Anh ơi. Anh đừng yên để cho em húng. Đồ chùa sao tự nhiên đứng im cho em hôn? Rắn mà không được hôn. Em nghĩ ra này là nãy anh Liêm anh thua thôi. Còn anh là anh đâu có thua đâu. Nãy giờ là bên kia đố, bên đây trả lời thua, bên đây bị hôn. Còn anh là chưa hề được có cơ hội trả lời là không có thua nha. À đúng rồi. Mới đố người à. Mới đố người. Đúng không? Rửa là anh chưa có phục. Anh không phục. Anh là tên Tâm thì em phải làm sao phục. Anh phục thì mới gọi là Tâm được rồi. Phục. Em sẽ làm cho anh Tâm phục khâu phục. Em làm sao nói đi. Hồi nì là chị em đổ về bóng bế chứ em đổ trái. À trái thì anh thích trái. Nó chửi em. Chửi em hả? Ủa sao em chửi anh? Nó nói bông trái. Có nghĩa là nó đang nói ai em là trai bóng. Hiểu không? Giận. Không có. Không có gì. Em không có nói rửa. Anh xin lỗi với em nha. Nhìn anh là giống cái cây bông thôi chứ thật sự anh là nguyên một trái đó. Em vậy biết đó. Mà em biết mà. Nguyên một trái luôn à. Nhưng mà nó nghe, hồi nãy chị em là đố hoa chứ không có đố bông nha. Bông hoa chi cũng rửa. Hả? Bông hoa sao rửa? Bông hoa mà đem đi rửa là nó héo hết luôn. Có anh. Hả? Dạ bông plastic là mình phải rửa để mà nó dính bụi anh. Bà đang đố rồi là bông tươi. Tươi. Nhưng mà em nói nghe này, con em ấy, bông với hoa gì cũng là như nhau. Bậy. Như nhau sao được như nhau? Như bậy nhau. Lắm nha. Bông với hoa là không có như nhau nha. Bông là bông mà hoa là hoa. Đúng. Nè, bây giờ giải thích. Cái gì người ta đẹp là người ta kêu là hoa hết. Chẳng hạn như đây, hoa cúc, đó, hoa mai, hoa mận, hoa đào. Hoa hậu. Đó cũng là gọi là đẹp mới gọi là hoa hậu đúng không? Còn cái gì mà nó bớt đẹp là người ta chuyển qua người ta gọi là bông. Chẳng hạn như là bông bụp, bông thuyết địch. Có. Đúng rồi. Bớt đẹp là ta gọi là bông bụp nè, bông thuyết địch nè, bông súng nè, bông bóng. Trời ơi, vậy bóng. Không có liên quan gì tới bông bóng ở đây mày. Có. Sao có? Bông mấy bà bóng bắt cài trên đầu người ta gọi là bông bóng đó. Cũng có luôn hả? Nhờ em mới biết đó nghe. Thấy em hay không? Nhưng mà sao cũng được. Bí trừ là em đổ về trái cây mà. Ồ em đổ trái cây hả? Dạ. Em đổ trái cây, anh trả lời trái cây. Trời ơi, một bụng trái cây. Vậy bí trừ em đổ nha. Em đổ đi, anh nôn trả lời lắm rồi. Ráng nha. Em ráng, em sẽ lấy mặt mũi của gia đình. Dạ. Chị đề em. Vô. Hey. Ráng em. Vô. Để em ủng hộ tới lần em. Nghe về, tối đổ xuống sáng giao phố mua sắm tưng bừng bánh mứt thơm lưng trái cây khắp phố biết chứ em đồ nghe thương là trái chi. Trái chi là trái chi. Trả lời. Chi là trái chi. Trả lời. Anh ơi, em chưa đổ mà. Chưa đố anh ơi, chưa đố mà sao anh em mình cứ bị hớ hoài vậy ta? Anh sao anh nôn nóng quá để chưa đố mà sao mình cứ giật hoài vậy? Biết như là em mời đố nè. Bây giờ em đố đi. Dạ, em đố này nhé. Đố lẹ chứ anh này nãy giờ anh mệt lắm rồi nha. Bây giờ anh mới đố đó. Nghe từ chài ní là chài chí nè. Ruột đỏ vò sắn là trái dưa hấu. Hình thù sáu sầu là trái sầu ri. Nếu không tiếc tiền xoài thơm xoài két. Ăn vào rớt mát là trái thanh long. Ngôi quảng vong vong là cái đồ nhiều chuyện. Các không đồ nữa. Chị nghe gì không? Anh, anh bình tĩnh nghe em giải thích này. Eo ôi, anh bình tĩnh nghe em giải thích này. Chắc thế, chắc quá. Ôi mà chuột hơi bé nhá. Cứng đấy mà chuột bé, nhớ tập nhá. Này hơi mềm, nhưng mà được cái chuột to, em thích. Em ơi, dạ. Gu của em là gu gì đấy?
Dạ gu em là gu chị. Còn gu chị là gu mềm. À, gì vậy? Này nghe giải thích này. Lúc nãy con em ấy nó bảo là cắt chứ không phải là. Hiểu chưa? Nên mấy anh đừng có đứng hình. Hiểu chưa? Nghe không, tự nhiên em đứng hình với làm anh đứng theo. Vậy em không những là em đứng hình mà em đổ mồ hôi hột luôn anh. Có đâu mà đổ mồ hôi. Em khuyên em của em nói nó đàng hoàng ta mới hiểu chứ. Này em ơi, chị nói em nghe này. Mình ấy, mình nói đã khó nghe rồi. Thôi thì từ nay ấy, em cứ nói mọi người em dùng Enlist đi. Yes, I did. Trời ơi, cái chữ đó là ngoài Bắc ấy còn sợ hơn nữa đấy em. Thôi thôi, cái chữ đó mà trong Nam cái là khỏi cần luôn. Ra cái là giải tán nguyên đám đông. Thì đó, em nói tiếng Việt, tiếng Anh chi người ta cũng hiểu nhầm. Dạ, 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 em thay mặt vợ em xin lỗi anh. Cái dạ. gì? Em gì vậy? Xin lỗi chị, dạ, dạ. À, gì? Nên nghe, qua đây. Dạ. Mai mốt về nhà đó, mà nếu mà rảnh. Anh ơi, anh ơi, cái tay anh đề lâu chờ rồi. Em xin lỗi em. Tùm tướp tướp. Không phải. Tùm tướp. Không, bây giờ nó nghe nè, mai mốt có gì thì anh đăng ký cái lớp mà bổ túc ngôn ngữ thêm. Để hai đứa mình đi học chung nhau, được không? Anh hứa nha. Ôi. Anh hứa đó nha, em tiếc anh. Đàn đố đó. Ủa đàn đố, đàn đố. Yeah. Ủa mà nãy em đố gì đến đâu rồi? Sao em đồ anh trải trí bằng ngôi quảng vong vong, anh lại nói là đồ nhiều chuyện. Thì đúng rồi, cái gì mà cái gì là rảnh rỗi mấy cái bà mà ăn ở không rảnh rỗi đi vòng vòng là nồi chuyện chứ còn nhiều chuyện chứ còn gì nữa. Nhưng mà em đổ trái cây mà. Đúng rồi, người ta đang đổ trái cây mà. Ồ em bậy quá ha. Không tự nhiên nó chửi ta nhiều chuyện. Sai quá sai. I'm sorry baby. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Bị chứ anh có biết chứ. Để nó đổ lại. Đổ lại. Đổ lại, đổ lại. Bây giờ em đổ lại đi, anh có câu trả lời rồi. Dạ. Em đổ lại đi. Vô, anh chuẩn bị cho con. Nghe nè, nghe tụi nó trả lời. Nghe nè. Ngôi quảng vong vong chính thiệt là trái lê. Ngựa mà gài mê là trái mắt mèo. Quánh tay ló nghèo là trái bần ổi. Không sâu chẳng lồi là trái mãn cầu. Cái bụng mang bầu, cái bụng mang bầu, cái bụng ráng mang lên, ráng lên. Bầu cái bụng mang bầu, ráng lên. Cái bụng mang bầu, cái bụng mang bầu. Anh đưa chồng có con rồi chị ơi, em hơn chị là nhạc có phúc, chị chỉ được hốn thôi còn em là được hổ. Ai hốt em? Anh đi. Anh mới nói đưa em đi đẻ thôi chứ chưa có hốt nha. Anh trả lời cái câu của em thì em nói là mang có gì cái bụng, có một cái bụng có bầu thì anh đưa em đi đẻ là trả lời chú thôi. Chú hốt nha. Em hiểu sai anh ơi. Ai biểu anh nói là đưa em đi đè, em tưởng là anh hột em rồi. Ôi trời ơi. Mà này 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 này, ta đang hỏi em là cái trái là trái gì, không tự nhiên đưa em đi đẻ là sao? Yên tâm, anh đã suy nghĩ ra được. Sau một phút suy nghĩ ra anh đã biết được cái bụng mang bầu là trái gì rồi. Cái bụng mang bầu là trái gì? Cái bụng mang bầu. Cái bụng mang bầu đúng thiệt là trái bầu, đúng không? Ôi chú cha mà ơi. Ở trái bầu nên mới đưa đi đẻ đúng không? Em mặc dễ thương đi. Đẹp trai đi. Mà còn thông minh nữa. Anh ơi. Em ơi. Em chiều anh rồi đó. Chiều rồi phải không? Anh thắng rồi. Dạ. Vậy. Anh ơi. Anh hung em đi anh. Thời tới cạn không kịp. Được hung luôn. Trời ơi, cùng chị, cùng em với nhau mà con ấy nó phước quá anh ạ. À. Sao? Em đến bây giờ vẫn chưa ai hốt. Anh ơi, đưa em vào khách sạn luôn đi anh. Bậy ơi, bậy ơi. Nhầm, anh ơi, anh hốt em luôn đi anh. Còn anh không hốt em thì để em hốt anh. Ê, luôn. Không có bậy nha. Em. Dạ. Mình là như vậy chẳng phải dễ. Dạ đúng. Nãy nói rồi. Đúng. Dễ thương không phải dễ dụ. Dạ. Còn mà nếu muốn dụ á, muốn hốt phải không? Dạ. Anh em mình hốt. Dạ. Vô. Vô. Hốt là vô. Thế gian lắng nghe tình xuân nồng, kiếp qua hết phải đều hương phấn. Nào ai hứng hờ xu
xuân vẫn ngóng chờ. Tới đây năm tay cùng ca múa, hát lên đón xuân của tuổi thơ. Đầu xuân năm mới kính chúc mọi nhà sức khỏe báo lá nhà nhà nó đu, tiền bạc đầy tủ gặp mọi điều may, già trẻ gái trai vui vầy hạnh phúc. Đầu năm xin chúc lộc đến đầy nhà, xin chúc ông bà già niên bắt lão, dê hiền gấu thảo con cháu đầy đàn, ngàn điều may ngàn điều phá, xuân bạc ngát khắp mọi nơi, cuộc sống thành thơi. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Đến rồi rêu rạc ngàn hồn hoa xuống đời, vui trong bình minh muôn loài chim hát vang ở mọi nơi, đẹp trong tiếng cười cho kiếp người tình thương đắm đuối, khá cao xuân tươi thái hòa, khá cao xuân tươi. Rồi dựng lên. Dậy. Đỡ lên. Rồi. Bảo Vy. Hoài Tâm. Thúy Nha. Bảo Liêm. Xin kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng. Chào. Press the button to the level 69. Exit elevator. Vô vô. Em ơi, cái Google Maps này nó có đúng không mà sẽ này nó đi vòng vòng chi sợ quá hả? Trời ơi, chị nghĩ gì vậy chị? Hả? Trời ơi, Google Maps nó phải đúng thôi, cứ đi theo đi. Trời ơi. Go straight. Straight. Đã thấy chưa? Cái gì mà chỉ đây nó đập mặt vô tường là sao? Trời ơi, từ từ đi, cái nghe nó nói cái gì? If you don't wanna đập mặt vô tường, U-turn. Thấy chưa? Trời ơi, nó có kêu đó, U-turn. Rồi, U-turn, rồi, sao nữa? Nghe keep tiếp. Straight. I am straight. No, you were too gay. Trời ơi, sao Google Maps gì nó thông minh như vậy? Nó biết giới tính con người ta hả em? Ghê cái gì mà ghê? Ghê bà nội mày chứ ghê. You're not gay. Đúng rồi, tao sao BD được? You are BD. Đúng rồi, BD đó, BD, đúng rồi, BD. Chị à. Hả? Cái iPhone này của em nó cũ rồi đó chị, nó bị mát. Đừng có xài Google Maps nè, tới rồi. Bye bye, have a nice day. Google này nó vừa thông minh mà nó vừa dễ thương lịch sự, nó chào hỏi đàng hoàng, thấy không? Google Maps mà làm như con két vậy chị, trời ơi, nó biết lặp lại nó, thấy ghét quá. Không, nhưng mà chị thấy cái phone này xài vẫn được mà em. Thôi em nói chị nghe nè, chị nghĩ sao mà xài được, chị nhìn đi, đó, nó bể nát hết trơn rồi nè. Thôi ráng đi, hôm nay hai chị em mình kiếm được việc làm đó, về là coi như là em mua hai cái iPhone mới. Rồi. Chị cái em cái. Cảm ơn em. Ôi mà thôi. Cái gì? Mắc lắm. Mua một cái thôi, chị xài cái mới, em xài cái cũ. Trời ơi, em ơi, chị nói em nghe nè. Sao mà em tốt với chị quá vậy? Không sao đâu, em cứ xài cái mới, chị xài cái cũ được rồi. Thôi, chị xài cái mới, em xài cái cũ. Trời ơi, không chịu đâu, rồi cái gì đâu mà lo cho chị dữ vậy. Chị nói thiệt với em nha, cái cuộc đời chị mà gặp em đó, trời ơi, coi như là chị may mắn lắm gì đó à. Không có em là đời chị chết rồi đó. Em làm gì mà em tốt như vậy? Trời ơi, em tốt đến mức độ mà nhiều khi chị nghĩ em không phải con người luôn á. Em phải con người? Ý chị nói em súc vật hả? À, đừng nói bậy bạ. Ý chị là coi như là coi như là tóc tím áo cam cam này nè. Em không có giống con người. Thì bà nói tôi không giống con người là bà nói tôi con thú rồi. Thôi được, em còn hơn con thú nữa đó. Em trở mặt đó. Hả? Em giận. Cái gì giận? Chị nghĩ sao? Mặt
tay về nói hơn con thú. Đừng có nhận ý, trời ơi, đừng có làm chị bị bệnh tim mà đừng có làm vậy. Ý là chị nói em không phải là con thú mà em là con giòi. À! Trời ơi, tự nhiên nghĩ em là con trời. Hết giận. Con trời mới đúng nè. Dạ, con trời á. Con nói đi. Con trời sao chị? Nói đi. Nói dạ. Đi chứ đừng có lấp lời lên nhau khó edit lắm. Nói tiếp con trời. Thôi đi. Em con trời em đẹp là con thái tử đúng không? Đúng em chị. Rồi. Thái tử mà coi như rớt một cái bụp xuống dưới đất. Chị. Rảnh rồi, dạ mình bỏ thời gian mình học thêm tiếng Việt đi chị. Sao vậy? Con trời là coi như người ta phải hạ trần hay người ta giáng phàm đồ này nọ. Hiểu không? Mình rớt cái đụp xuống là mình rớt xuống cái địa ngục đất. Biết không? Vậy là sao? Vậy là xài chữ không có đúng không hả? Không có đúng chữ chút nào hết. Trời nha. Rảnh rỗi về học tiếng Việt lại nha. Em hay quá. Cái gì em cũng hay hơn chị. Em sanh sau đẻ muộn hơn chị mà cái gì em cũng hay hơn chị. Nói chị nghe. Bây giờ đó coi như em mua cái phone tặng chị. Chị cần làm cho một chuyện thôi. Làm chuyện gì em? Nếu mà mình kiếm được việc làm đó là chị phải đãi em. Và cái việc này là em giới thiệu cho chị. Em biết chỗ không? Đọc báo em coi được cái giới thiệu chị. Đúng rồi, đúng rồi. Cầu xin thôi. Có công việc làm. Có được rồi. Về đổ bánh xèo cho em ăn. Trời ơi. Chuyện nhỏ. Cái gì? Thì cái bánh xèo mà chị đổ là số 1 luôn á. Em biết mà. Nhưng chị phải nhớ là đổ bột bánh xèo Hương xưa em mới chịu ăn đó. Chắc chắn rồi. Bột bánh xèo Hương xưa nè, đổ bánh là vừa giòn vừa thơm nữa. Chắc chắn là bánh xèo Hương xưa. Yên tâm. Rồi, thôi. Không ai đổ bánh xèo ngon hơn chị hết. Rồi. Em ơi. Trời, mình sớm cần cả 15 phút lần đó chị. Dạ. Dạ. Em ơi. Dạ. Chị lo quá. Lo gì? Tại vì lần đầu tiên đi xin việc làm á, chị lo lắm em biết không? Đó, cái gì em cũng lo cho chị hết mà chị lo nè. Không biết là cái việc đó nó có hợp với chị không cưng? Em nghĩ là hợp chứ chị. Hợp không? Hả? Chứ chị là chị thấy là hợp với cưng đó. Sao tự nhiên hợp với em? Thì tại vì chị thấy tự nhiên chị cảm giác như là chị nhìn cái miệng của em đó. Em mà phục vụ bằng cái miệng là coi như là hết sảy luôn á. Miệng em hả? Hả? Chị kỳ quá. Không, chị nói thiệt mà. Biết. Không, tức là cái gì vậy? Chị nói gì đâu, chị nói cứ phục vụ bằng cái miệng thôi chứ làm gì. Cái miệng em coi vậy chứ dở lắm. Không, chị thấy hay mà. Kỳ lắm. Em á, em thấy chị mới hợp đó. Không, trời, chị lớn tuổi rồi mà hợp gì em mà. Hết sức rồi nữa. Chị nghĩ sao vậy? À. Chị là người phụ nữ có kinh nghiệm. Dầu gì chị cũng có 6 đứa con rồi. Thì 6 đứa con chị mới rầu đó. Sợ người ta không có nhận mình, hiểu không? Rồi, thôi chị yên tâm đi. Chuyện đó là em nghĩ là thế nào cũng được. Chị suốt đời chị cứ bên là có em, đúng không? Bởi vậy chị nói em nghe nè. Đi với ai không yên tâm, đi với em mà chị rất là yên tâm. Đúng không? Trời ơi, coi như là em là ca, chị là ly, Mai ca, Mai ly không bao giờ chia xa. Dạ, đúng rồi đó chị. Ly với ca là ca ly. Và dạ, hai chị em ở ca ly. Và dạ, bởi vậy bô xa hai ả tố nga. Mai ly là chị, em là Mai ca. Trời ơi. Thương. Hey, I say bet, you say ba. Bet, ba. Bet, ba. Bet, ba. Xin chào Miền. Hey, đủ rồi. Đây là lời của tôi nói. Đừng có nói nhiều lời của tôi. Chào mừng hai người đã tới với công ty của tôi. Một tập đoàn Bé và Ba chuyên cung cấp những sản phẩm dành cho trẻ em, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Xin chào quý vị. Mặt hơi căng ha, mặt hơi căng. Ôi. Dạ, dạ. Hôm nay có lịch tuyển dụng đúng không? Dạ. Dạ. Ngồi đó đợi đi. Trời ơi, em ơi. Em ơi. Dạ, cái gì vậy em ơi? Trời, thường chị coi những cái mẫu người này là trong phim bộ không biết không? Coi như là CEO rồi thiếu gia của tập đoàn mà đẹp trai mà cao về vợ mà chung thủy cả đời chỉ biết một người đàn bà thôi. Đó là trong phim bộ mà ở ngoài đây bây giờ mới thấy này, thấy không? Thế ngoài đời này đẹp kìa. Trời, cao lừng lửng vậy không đó. Đẹp trai tóc bồng bềnh vậy đó. Bụng hơi bự chút xíu nhưng không sao. Được không? Hả? Mình tém lại chị. Sao tém lại gì? Mình làm vậy là người ta biết mình mê trai. Yeah. Không thì chị thấy đây là một cái hình ảnh của chị thôi, chị thích thôi. Em dặn chị bao nhiêu lần rồi. Ra đường mình thấy trai đẹp là nó có đẹp rồi, nhưng chưa biết nó phải trai không. Trai, chị thấy trai mà, chị thấy trai. Nghĩ sao chị lầm biết bao nhiêu lần rồi. Nào là chị quen nè, anh Kiệt nè, anh John nè, anh Thi nè. Trời, chị thấy không, 6 mũi không. Vô trong chim cầm cái cục tạ 200 thao, đẩy lên, đẩy xuống, đẩy lên, đẩy xuống. Đúng, thả đúng. Cục tạ xuống là mấy anh chéo giò đi hết. Đúng rồi. Em ơi,
Giò chéo rồi em ơi. Trời ơi đúng rồi, em hay quá. Em nói có sai đâu. Em xét đoán con người hay quá. Mũi quỷ sứ cắn ngứa muốn chết. À, trời ơi không, người ta bị mũi cắn thôi người ta banh ra rồi, thấy chưa, thấy men chưa, men quá. Men cái này là gu của chị em ơi. Cái gì vậy bà, làm như ta chọn bà rồi vậy, tự nhiên cái gu của chị rồi. Dạ. Cái cạc của tôi đó. Anh ơi, anh đưa lộn cạc rồi anh ơi. Của lộn dạ, hả? Dạ, cái này là cạc của quán Hương anh ơi. Dạ. Hồi nãy đi ăn bún mắm ngon quá, xin cái cạc visit để giới thiệu bà con. Dạ. Lấy lộn. Trời ơi. Hey. Dạ cái gì vậy? Của chị nè. Trời ơi, mỗi lần móc ra là em sợ rồi anh ơi. Trời ơi. Dạ đây gì đây? Cứ làm mình hết hồn hoài. Ồ, cái gì vậy? Anh tên là Michael. Đúng. Michael là tên của tôi. Yeah. Oh, anh là Michael, trời ơi, làm như là có bà con dòng họ với mình đúng không? Đó, em là Maika, yeah. Chị là Miley, yeah. Anh là Michael. Yeah. Đây, ly, đây cô, yeah. Đây ca, yeah. Nguyên cái ly Coca luôn. Dạ, người Việt Nam người ta nói Coca chứ ở bên Mỹ người ta kêu là khức á. Chị nói gì? Hả? Cái gì? Nó nghe nè, em dặn chị rồi. Sao? Dạ. Mình nói tiếng Anh đó mình phải cong lưỡi lại, cái khẩu hình miệng đó chị. Dạ. Thì đó thì đúng rồi chị, cong lưỡi không. Là đó, cái nước là nước khức á. Nè, nghe. Đó, trời ơi chị, xin lỗi. Dạ xin lỗi anh, dạ em dạy bà chị em lại chút xíu nha, anh chờ chút xíu. Chị mình nói tiếng Anh, hiểu không? Đừng cái khẩu hình miệng là cái môi này nè, mình đừng có đưa ra khức vậy ha, khức chệ ra vậy là nó không có đúng. Mình phải cuốn cái khẩu hình vô trong. Khó. Rồi. Trời, thôi đừng. Trời ơi đừng. Trời ơi. Đúng đó. Bà stop anh lại là đúng đó. Chứ cái anh qua cái miệng của anh nó thành một cái gì đó ghê quá. Ừ. Ghê, thiệt là ghê. Bỏ nghe. Ơ trời đất ơi. Anh mày còn nhiều chức vụ quá. Cái gì vậy, chức gì? Ồ. Để cho đây nè. CEO. Đúng, tôi là CEO. Director. Yeah. Chairman. Ok. Wheelchair. Hả? À. Cái gì vậy chị? Không. Lộn. Vậy đó. Chị. Nhiều. Chị không cần phải liệt kê những cái danh sách đó đâu. Tại vì ngoài những cái gì ghi ở trên cái cạc đó, tôi còn làm được nhiều thứ to lớn hơn như vậy. Trời ơi. Cái gì vậy anh? Đây, chị có thấy cái tượng này không? Dạ thấy. Đây là một cái giải mà tôi phải cất công bỏ ra bao nhiêu năm tháng để có thể rinh nó về. Chị biết đây là giải thưởng cho gì không? Giải gì vậy? Bảo vệ của năm. Ồ. Đó, chưa hết. Đây, cái này mới quý giá. Chưa bao giờ tôi nghĩ được trong cuộc đời của tôi phải hy sinh thân mình vì cái tượng này. Đây là giải thưởng lao công của năm. Trời ơi, sao mà anh giỏi quá, đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu rồi, ai chịu cho nổi chị ơi. Ủa mà sao tự nhiên nguyên một cái tập đoàn mà sao có một người làm từ đầu tới đuôi là sao vậy em? Trời ơi, chị hơi thắc mắc ha. Chị thắc mắc cái gì, chị không có biết cái gì hết á. Mấy cái người mà người ta giỏi giống như vậy đó là người ta làm gì khó tánh lắm. Không có ai làm cái gì mà vừa lòng người ta hết á. Nên người ta làm cái gì là người ta làm một mình thôi. Đúng, đó là lý do tập đoàn của tôi là tập đoàn một thành viên. Tất cả mọi thứ tôi làm hết. Chị thấy em nói đúng không? Trời ơi bởi vậy đó thì cha mẹ sanh ảnh ra hiểu ảnh gì có một mình em thôi. Thôi tới đó đủ rồi. Dạ. Đây. Ngày hôm nay tôi rất là vui mừng khi có mặt của anh chị ngày hôm nay. Dạ. Tập đoàn của chúng tôi đang rất cần. Dạ. Rất cần những nhân tài. Dạ. Những con người có thể đại diện cho tôi, đại diện cho cả một cái tập đoàn để thốt ra những lời vàng ngọc. Dạ. Để có thể đối diện với những đối tác tiềm năng trên thế giới. Dạ. Anh nói gì em không hiểu gì hết vậy? Đi về chị. Đây đâu vậy? Dạ, em nghĩ là tụi em đi lộn chỗ rồi, chắc anh tuyển giám đốc ha anh? Giám đốc hồi nào? Dạ. Tôi tuyển nhân viên bán hàng online. Trời đất ơi, bán hàng online mà nãy giờ anh nói giống như anh đang ứng cử tổng thống vậy đó. Vậy mình đi đúng chỗ rồi, hả? Ngồi lặng đi chị. Dạ. Giống như đang đi bến vậy đó. Dạ. Thông cảm, tại vì tôi làm cái nghề này quen, tôi phải dùng những cái lời gọi là cao quý một chút xíu. Dạ. Lỗi anh chị. Cao quý, cao quý và qua Mỹ đúng không? Đúng rồi. Thôi kệ anh. Rồi bây giờ quay trở lại vấn đề đi nè. Dạ, quay dạ, trở dạ. lại vấn đề. Dạ. Ngày hôm nay, dạ. Hai anh chị tới đây để tuyển dụng. Dạ. Rồi, anh trước đi ha. Ở, tóc tím ha. Em trước hả? À... Em trước đi không sao đâu. Nói về cái hồ sơ sinh lý đi. Hả? Gì sinh lý anh? Hồ sơ lý... Sợ, hồ sơ lý lịch, trời ơi. Hồ sơ lý lịch, đúng rồi. Em nói thiệt cái chị, bởi vì người ta nói em cái nhan sắc là đẹp chết người là có thiệt nha chị. Trời ơi, nhìn không mà liếm lưỡi luôn, trời ơi. Bây giờ em nói tại vì cái nhan sắc của
Tôi không biết cái gọi em là nói gì. Dạ, dạ, để em tự giới thiệu rồi. Em nha. Rồi bây giờ giới thiệu đi. Anh quýnh rồi, anh quýnh rồi. Đổ mồ hôi hột luôn á. Anh ổn định chưa? Anh biết có người dưới đang ngắm anh quýnh đó. Không phải, không hiểu sao ngày hôm nay nhà hàng xóm tôi đón đâu ra người ta coi phim hài dữ quá, người ta cười tôi mệt luôn á, đổ mồ hôi hột. Người ta không cười là chết à anh. Có lý ha. Dạ, dạ, kính thưa anh Michael. Ừ, trả lời đi. Dạ. Tên gì nè? Dạ em tên Maika. Maika. Năm nay em 46 tuổi. Số đo ba dòng là 60-50-50. Dạ, sở thích của em là em yêu màu tím và em ghét thủy chung. Cái này đâu phải tìm bạn bốn phương đâu mà em nói mấy cái này làm gì cưng. Không, em nói để anh biết sở thích của mày đánh chiều. Dạ, dạ em coi con mình dạ 46 tuổi là ngưng rồi anh. Dạ. Tôi hiểu rồi. Dạ. Rồi, nói chung là có kinh nghiệm gì chưa? Dạ, anh hỏi thì em xin thưa, em đi bán sữa đã 20 năm rồi. Hay quá. Bán 20 năm rồi. Dạ. Bán sữa gì? Dạ bán sữa Kỳ Duyên. Kỳ Duyên có sữa để bán không hả? Trời ơi, anh biết á, chỉ nhiều sữa lắm. Trời ơi, mỗi lần chỉ ra hả, cả kho em bán sạch. Trời đất ơi, cái gì người gì đâu mà nhiều dữ vậy. Dạ. Mà sao bây giờ không bán nữa? Anh chỉ hết sữa rồi. Cũng đúng ha. Thời gian. Đúng rồi anh, thời gian mà anh không có kịp mà ông chúa mà cái như nó lớn mà để mà nó đẻ ra sữa luôn đó anh. Dạ. À, rồi tôi hiểu rồi, tôi nói chung là anh là có kinh nghiệm đúng không? Dạ, kinh nghiệm 20 năm bán sữa ông chúa Kỳ Duyên. Như vậy là có thể là ứng cử viên sáng giá. Dạ cảm ơn. Hay quá, hay quá. Chị mừng cho em, chị mừng cho em. Yên tâm, có em kế bên chị đừng lo, anh hỏi gì trả lời đó nha chị. Dạ. Tôi có thể phỏng vấn chị anh chưa? Dạ, dạ mời, dạ mời anh. Chị giới thiệu bản thân đi. Ờ dạ thì em tên là Mai Ly. Chị rung quá em ơi, chị biết nói gì bây giờ. Cứ nói đi chị, từ bình tĩnh với dạ, chị dạ. Bản thân nha. Bản thân em thì thực sự ra thì từ ngày em sinh ra đời tới bây giờ đấy anh ơi, đời em toàn là nước mắt thôi anh. Dạ. Chị kể đi. Anh biết không, coi như là năm 17 tuổi em đi lấy chồng. Thì cái người chồng đầu tiên của em á, năm 17 tuổi em đẹp lắm anh. Em đẹp rực rỡ đó anh. Em đẹp sáng quắc hơn mấy cái màn sau này là không bằng em. Em đẹp lắm, chị đẹp lắm cưng. Chị em đó là coi như là đi định đi thi qua hồng mấy lần mà em cản đó. Dạ. Dạ, dạ. Đẹp lắm luôn rồi, cho nên em lấy chồng luật sư. Dạ, dạ. Anh làm cái nghề coi như là cái luật sư, anh là chuyên môn cái là chống những người mà quấy rối tình dục cho em dưới 18 tuổi. Dạ. Trời ơi, một đám cưới tưng bừng tổ chức, đêm động phòng, em làm em chờ để ảnh. Anh nhìn em và anh nói coi như anh không muốn sờ vào trẻ em dưới 18 tuổi. Anh sợ bị coi như là bị kết bị, án đó. Su đó anh. Su đó. Anh có coi cái phim mà Em Chưa 18 không? À, có. Là định làm cho bà chị em đó. Dạ. Dạ. Nói về cuộc đời của bà chị em đó. Dạ. Dạ. Vậy rốt cuộc. Cho nên tại vì lúc đó em 17 tuổi, ảnh hưởng nghề nghiệp đó. Dạ, à, cho nên thôi tôi anh hiểu rồi, bỏ tôi đi. Hiểu rồi. Em hết nước mắt. Thì cái người chồng thứ nhì mấy năm sau là người gì thì người chồng thứ nhì của em á là Sơ Khu RT. Cái gì? Hả? À, em xin lỗi. Cho em một phút. Thì chị, mình nói tiếng Anh đó, mình giống như em hồi nãy đó chị, mình phải lấy hơi. Mình nói một hơi thôi. Security, mình đừng có ngắt ngang security gì em nhận không hay. Chị run quá, chị muốn nói luôn lắm mà cứ lên cái sờ cu cái chị ngưng à. Cái RT. Cho em, cho chị em một phút nữa, mình lấy hơi nói lại lần cho anh hiểu nè. 2, 3. Sờ. Tiếp. Nói một hơi, nói một hơi. Sờ cái gì? Sờ. Security. Coi như là bảo vệ đó, cũng giống như anh đoạt cái giải vậy nè đó. Cái tượng mà anh không mặc quần áo vậy mà anh đoạt cái giải đó đó. Dạ. Đó là coi như là bảo vệ, bảo tàng diện. Tức là anh chỉ đứng im, anh coi sóc những con dinosaur thôi. Đó, và anh không có cho ai sờ và hiện vật. Thì cái đêm động phòng qua chút, coi như anh nhìn em, rồi anh lắc đầu anh bỏ đi. Và anh nói, cấm sờ và hiện vật. Anh không sờ vào em, trong khi hiện vật em nằm lù lờ đó mà anh không sờ thì làm sao? Đó cho nên rồi thôi, đợi em lại anh biết tiếp. Tại sao không? Là cứ như là tại vì em tiếp lời ảnh. Bà chị em nói là cứ như là cái mấy người chồng mà chị lấy đó là bị bệnh nghề nghiệp á. Bị bệnh nghề nghiệp. Đó. Đó. Xong rồi bận một thời gian bây giờ lần này đó, em lấy một cái anh này vì nghề nghiệp anh ta ở lại với em. Trời, anh làm nghề gì? Dạ. Nghiên cứu đồ cổ. Tại lúc đó em lớn tuổi rồi đó anh. Cho nên là anh nghiên cứu đồ cổ, anh lấy em là xứng đôi vừa lứa. Tôi hiểu rồi. Mà khi mà hai người lớn tuổi lấy nhau rồi đó, thì em sợ là em không có con. Em sợ không có con, nhưng mà trời ơi, trời ban phước lành cho em. Trời ơi, cái gì đâu mà đẻ quá trời đẻ luôn đó. Cứ đi ngang đầu giường là có bầu đẻ, đi ngang đầu giường là đẻ một sạch ruột luôn anh. Mà anh lớn tuổi, em lớn tuổi em. Cho nên em hỏi tại sao lại có sức khỏe vậy? Tại sao? Thì đây em xin trả lời. Tại đây Fukudon, Suboy Fukudon. Chị. Hả? Suboy là dạ, mình đừng có bớt coi rách việc lại.
chứ sao? Dạ, này là Sugoi chứ không phải Suboy bà nội. Vậy hả? Nè, Sugoi chứ không phải Suboy, hiểu không? Suboy là cái rapper, hiểu không? À, Sugoi. Dạ, đó, đó, có đó. Nhờ vậy mà coi như là có hai vợ chồng em sức khỏe dâng trào và đẻ quá cho đẻ. Đây, Sugoi Fukuda. Ông biết sao nữa anh, dạ cái này là người ta coi như là ngăn ngừa tế bào ung thư mà đưa cho ai chăm chăm cho bà chị em bà uống cái tự nhiên đẻ nhiều. Ngộ dễ sợ. Chị vừa nói chị không hề biết nói cái gì. Không, em không biết quảng cáo, em chỉ kể. Chị vừa kêu chị không hề có kinh nghiệm. Dạ em chỉ biết kể cuộc đời em là như vậy, tất cả những hành trình như vậy thôi anh ơi. Chị có biết thông qua câu chuyện của chị, chị đã quảng cáo một cách vô tình hay không? Hả? Chị bán hàng tuyệt vời. Anh nói làm sao em quảng cáo làm sao? Quảng cáo một cách vô tình. Quảng cáo cái này vô tình đó hả? Đúng rồi. Không, nãy giờ em cố ý chứ em đâu có vô tình đâu. Em rất cố ý mà. Ủa dạ. Nãy giờ là cố ý quảng cáo cái này đó hả? À không, em nói giận thôi. Dạ, chứ không. Em vô tình, em vô tình thôi đây. Trời ơi. Nhưng mà thật ra nhờ cái sự vô tình này của chị, dạ, dạ, chúng tôi mới phát hiện ra được là anh và chị đây, dạ, dạ, đều có một cái năng lực rất là tuyệt vời. Trời trong ơi, cái ngành công nghiệp bán hàng. Như vậy thì chúc mừng anh chị. Dạ. Anh chị đã bước qua được cái vòng chinh phục của tôi. Quá cái vòng chinh phục rồi. Chị mừng quá. I say bé. Chị say cái gì em? Bà. Ờ chị say bá. I say bé. Tôi say bá. Bé bà. Bé bà. Bé bà. Bé bà. Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Đủ rồi, đủ rồi. Dạ, dạ. 5 phút quảng cáo nhiêu đó đủ rồi. Bây giờ, dạ, ngay bây giờ hãy cùng tôi bước ngay vào vòng bứt phá. Bước vô phòng bứt phá. Vui quá đó anh. Trời ơi, được giận rồi. Mình nhiệt tình quá. Dạ. Dạ. Ngay bây giờ, dạ, ở vòng bứt phá này, dạ, anh chị giúp tôi một tay. Dạ, giúp. Ai ai giúp? Vô vô vô. Giúp mít. Vô vô vô. Em hả? Vô đây. Dạ em. Cái gì? Ôi trời. Ôi. Vô đây. Ôi trời, tôi có thấy cái mỏ em vậy rồi tự nhiên rụng. Sao? Không vô phải không? Hả? Không vô chị vô. Em đi. Trời ơi, đi. Đi lên. Không thì đi nè. Nè nói nghe nè. Không có anh là không có làm được cái gì luôn. Cái gì nói câu khó hiểu quá, cái câu em đó không có cười chị được. Em xin lỗi chị. Vô đây, lên. Nhanh lên. Nè. Tháo ra giùm cái, tháo ra giùm cái. Đó, rồi, rồi, rồi. Trời ơi. Trời ơi, cầu trời cho con cái chóp này về nuôi con. Đấy, đây, 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 đây. Dễ thôi, nâng niu. Dạ, 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 dạ. Để đây nè, để đây. Để đâu anh? Tới, bước tới. Dạ, dạ. Nhẹ rồi nha. Dạ. Mắc tiền lắm á. Dạ. Rồi. Giữ nguyên. Dạ. Trời chị ơi. Cái này là cái gì đây? Sao ảnh bự rồi, cái gì đó cũng bự hết đó chị. Trời ơi. Trời, mới vô có 5 giây em biết hết tất cả mọi thứ vậy đó hả? Cái gì vậy chị? Hả? Kích cỡ này em biết hết vậy đó hả? Em nói cái này bự mà chị nói cái gì vậy? Cái này là cái gì? Đây. Ai biết cái... Ồ, cái này là cái gì anh? Đây là cái màn hình tinh thể lỏng. Tôi đầu tư cả triệu đô vô cái màn hình này đó. Bận chết luôn. Nếu mà là cái màn hình thì bự thiệt. Đúng rồi. Nè, bây giờ thôi tập trung. Tập trung vào vòng bứt phá nè. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ giả định đi. Giả định anh chị sẽ được bán hàng trực tiếp. Hãy coi tôi là khách hàng. Dạ. Đây. Làm gì vậy? Anh CEO. Bên trong này. Dạ. Là mặt hàng. Dạ. Sẵn sàng coi nha. Dạ sẵn sàng rồi. Hey. Trời ơi. Em ơi. Chị nhìn thấy cái mặt hàng này. Một cái quá khứ là hiện về trong cuộc đời của chị. Trời ơi. Chị sợ quá em ơi. Em cũng vậy. Em cũng sợ quá. Chị nhìn về quá khứ, còn em nhìn về tương lai. Trời ơi, tương lai em mà phải xài cái mặt hàng này. Em sợ quá. Ok quá. Nói nghe nè, đang sợ hả? Dạ. Vậy đối diện với nỗi sợ đi, anh vô trước. Để cái này lên mặt, bán đi. Nhìn vào nó chăm chú. Dạ. Tả nó một cách thiết thực. Dạ. Càng thiết thực càng tốt. Vậy là em đang trên màn hình ha anh? Bắt đầu đi, bắt ráng đi. Ráng đi em. Bắt đầu đi. Ngồi chị. Dạ. Bắt đầu đi. Dạ, màn hình mà anh, trời ơi, lâu người ta mới được lên TV. Trời ơi, phải cho người ta đẹp. Producer là ta thích đẹp mà. Rồi. Chào nha. Hello, cả nhà ơi. Cả nhà ơi, thả tim cho em đi nè. Cả nhà ơi, dạ. Chị ơi, dạ, anh ơi, dạ. Atlanta ơi, New York ơi. Everybody ơi. Thả
tim. Trời ơi, em mới vô mà có nhiều người thả tim em quá. Dạ, dạ đúng rồi, Cần Thơ, Sóc Trăng. Dạ, trời ơi, nhiều người vô thả. Hả, em đến, hello, dạ, đến từ Việt Nam, Paris luôn, trời ơi. Nhiều quá, thương quá, dạ. Dạ, dạ, để. Dạ, dạ thưa quý vị, dạ, quý vị ơi, đi đâu mà dội mà vàng, dừng chững ghé lại dán hàng của em. Hay quá, dạ. Hay quá, hay quá. Dạ, tóc em đẹp quá hả, dạ, em biết chứ. Dạ, đàn kêu tích tích tình tan, dạ, em bán nấm vú, dạ, em bán nấm vú, còn vú thì mua dâm. Thả đi rồi, thả tim nữa, nhiều người thả tim em quá. Trời ơi, nhiều người thả tim, nhiều người like, chứng tỏ là nhiều người còn thích bú nè. Dạ, dạ, rồi anh chốt đi. Dạ, 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 ti hả, dạ, ti, dạ, em có. Dạ, dạ, em có 3-4 màu nha. Dạ, em có 4 màu. Dạ, còn lại 4 màu cuối cùng. Dạ, công ty bán sạch sành xanh anh chị ơi. Dạ, không còn màu nào hết. Dạ, đây, em còn màu xám này nha, màu xám. Dạ, đây, dạ, màu tím, tím, dạ, ti đen. Dạ, 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 dạ. Ủa, mà sao có nhiều màu vậy? Dạ, trả lời tại vì đi. Tất cả là, dạ, thế giới mình là phải có 193 nước. Dạ, mình phải, mỗi một nước là phải có một màu khác nhau. Dạ, sở dĩ, dạ, công ty chúng tôi chế biến một cái màu như vậy để chi? Để em bé người ta nhìn thấy cái màu đó, người thấy gần gũi với người mẹ. Dạ, có cái màu sắc của người mẹ đó, cái màu da của người mẹ đó. Dạ, cái em bé nó cảm thấy gần gũi, nó tưởng nó ti mẹ, cái nó bú liền. Dạ, dạ, dạ. Có màu trắng hồng không? Dạ. Có màu trắng hồng không? Dạ, trắng hồng hả? Dạ, trắng hồng là ba mấy đứa bé thích lắm cho nên là em hết hàng rồi. Vậy, 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 có màu pha lê không? Màu pha lê hả? Màu pha lê là vừa phe vừa la. Dạ, màu này cháy hàng luôn rồi. Anh phải order trước một tháng nha. Rồi, cắt, nhiêu đó dạ. Đủ rồi. Tuyệt vời, mẹ nói là tuyệt vời luôn. Nãy giờ là tưởng tượng không, không có một ai like mà ổng nói như đúng rồi vậy đó. Hay, đây là điều mà chúng tôi rất cần. Anh nghĩ 20 năm kinh nghiệm của em bỏ chó ăn. Rồi, hay quá, hay quá. Trời ơi, em càng hay chị càng lo gì, chị không biết làm gì hết trơn á. Yên tâm. Hả? Mình cứ lên mình nói, có em kế bên nha. Mình cứ làm. Trời ơi, chị không bao giờ chị biết nói. Trời ơi, cả nhà ơi, chị đâu có biết nói làm sao đâu. Thì cứ nói cả nhà ơi, mình kêu tên ai cũng được. Mình kêu Thi ơi, rồi mình kêu gì đó là Hương ơi, vậy đó là Cúc ơi. Dạ, vậy dạ, mình cứ kêu đại chị thôi. Chị cứ làm đi, chị cứ làm đi. Em nói đúng không anh? Thoải mái, mình đang tập mà. Đang thoải mái đi. Dạ, dạ. Thể hiện hết mình. Mình làm sai, cắt làm lại. Không sao hết. Ok, hiểu rồi, không? Rồi. Chị rung qua em ơi, chị muốn nói gì chị nói nha. Dạ, nói đi chị. Dạ. Em xin chào cả nhà. Em không nói giống cả nhà ơi này nọ, giống thằng kia đâu, em không thích. Em nói cái kiểu của em nha. Dạ, thực sự ra mà khi em cầm cái this one này lên, dạ, em lịch sự là em nói this one chứ không núp vú như thằng kia nha. This one này lên thì em nghĩ thế này nè. Ông trời sinh ra nhiều thứ nó rất công bằng. Người ta cho mình biết bao nhiêu ngàn cọng tóc. Mình, người ta cho mình 10 ngón tay, ông trời cho mình 10 ngón chân. Nhưng mà chỉ cho mình hai cái this one. Cho nên chúng ta phải biết giữ gìn. Để em sẽ xin kể cuộc đời của em như thế này. Năm em 17 tuổi, cái this one này của em nó trắng hồng như một trái strawberry. Năm em 30 tuổi, cái this one này nó từ từ nó hơi giảm giảm, nó giống như trái cherry. Năm em 40 tuổi, nó xuống một cái ào, nó giống như là blueberry. 5 năm sau nữa, trời ơi, thời gian nó đi kinh khủng, nó xuống còn blackberry. Và cuối cùng nó trở thành một trái nho khô. Mà chị em phụ nữ ơi, các single mom ơi, các mẹ bỉm sữa ơi, khi mà cơ thể người đàn bà thay đổi thì lòng dạ con người thay đổi. Cho nên chúng ta phải biết giữ gìn nhan sắc của mình. Khi nào con mình nó đói, cần có dòng sữa mẹ để nuôi thì cho nó bú. Còn bình thường nó đòi hỏi đút cái this one này vào trong miệng của nó để giữ cơ thể của mình. Các bạn ơi, phụ nữ phải sao? Phụ nữ phải đẹp, phụ nữ phải tự tin, phụ nữ bước ra đường là phải sắc hương nước hương trời, phụ nữ bước ra đường là phải đánh son chứ không có đánh ghen. Yes, hay quá. Ngày xưa ông bà nói gái có công chồng không phụ, nhưng bây giờ nếu nó muốn phụ rồi nó quên mẹ nó công lao. Cho nên chúng ta phải đẹp, phải xinh,
tại sao lại gắn liền cái chữ phụ nữ với sự hy sinh? Bỏ hy sinh đi, phụ nữ bây giờ là chỉ có hy vọng chứ không có hy sinh. Đây, phụ nữ số 1, nắm vú số 1, phụ nữ number 1, this one number 1. Trời ơi, cắt, chị ơi, chị làm vậy là chết tôi rồi. Chà, em xin lỗi, em xin lỗi rồi. Tại vì em không biết, em trong lòng em nói xin lỗi, em xin lỗi anh. Chị mà quảng cáo như vậy tôi lấy đâu ra hàng bán kịp hả chị? Trời đất ơi, quảng cáo cái gì mà hay dữ vậy trời. Với một cái nấm ti như một cái trái cây khó như vậy mà chị làm được thì tuyệt vời quá chị ơi. Không, em chỉ nói cuộc đời em thôi. Không, anh không, phải nói là hai người quá tuyệt vời trong cái khâu bán hàng. Ồ, vậy à? Miệng thì rất là lanh lợi, thông minh và sáng tạo. Ồ, chúc mừng anh chị đã bước qua được vòng bứt phá. Trời ơi, bây giờ vậy là hai chị em mình đậu hết hả? Yeah, I say bet. Chị xe bà. Bé bà, bé bà, bé bà. Xin mời bé và ba cùng nhau bước vào vòng đối đầu. Đối đầu, bé bà. Ủa, đối đầu là sao anh? Là hai người thành đối thủ của nhau đó. Hả? Trời ơi, không có được. Trời ơi, gì vậy? Không được anh ơi. Sao không được? Trời ơi, chị em tụi em thương nhau lắm. Ủa mà mắc cười quá, bây giờ có thương nhau thì thương chứ bây giờ công ty tôi chỉ nhận một người thôi. Thôi nhận hai người đi anh. Sao tiền đâu mà trả? Hả? Không có thì bây giờ mình bớt lại chút cũng được chứ còn chị em tụi em là không như là có sai nhau được. Phải... Nói tóm lại nếu như hai người không đồng ý thì mời đi ra về, tôi chỉ nhận một người thôi. Ô, anh ơi, anh ơi, dạ. Trời ơi. Anh không có nghe ông bà mình nói sao? Nói sao? Nhiều điều phụ lấy giá gương. Chị em chung sống là phải thương nhau cùng. Em nói vậy đúng không chị? Đúng rồi. Đó, chị ngã là em phải nâng, đúng không chị? Nâng. Còn em ngã đó thì xô luôn. Chị xin em, chị hơi mạnh tay. Chị đừng phải nha. Em diễn quá, chị xô nhẹ không em làm gì em té dữ vậy. Thì cố tình chị để em lòi cái mặt ra, rớt cái tóc giả em xuống à. Thôi, đi. Em hãy nhìn chị đi. Hãy nhận nơi đây là một lại, chị lại em. Em không dám. Không, chị năn nỉ em mà chị... Nhường cái chóp lại cho chị đi. Em thấy đời chị không khổ đau vô cùng? Em thấy đời chị không từ trái strawberry thành một trái nho khô? Trời đất ơi, còn cái gì nữa? Đời còn cái gì nữa? Em thử tưởng tượng coi. Em tưởng tượng cho con người nó có trời nho khô nó kinh khủng lắm. Em ơi, thôi thương giùm chị. Em thấy em có nhà house, big house, còn trong khi chị đi xe phòng. Trời, em coi như rảnh rang không ai còn. Chị phải nách một đứa, sáu đứa con. Chị không có chồng, còn em có quá nhiều chồng. Cái gì vậy? Đó, cái vụ đó là tôi bị ép chứ bộ. Cái số nó bắt phải như vậy. Thì thôi, số như vậy á thì em nhường chị luôn đi. Để cái job này cho chị đi mà. Chị ơi, chị đừng có lại em ba lại. Để em lại chị ba chục lại lại nè. Ủa sao vậy? Trời ơi, chị nghĩ sao chị có con. Trời, sao chị ham đẻ nhiều. Chị ham tiền trai support. Đấy nè, đâu có ham đẻ nhiều. Tại cái này. Đây nè, một lần nữa. Đó, Fukudon. Đó, tại cái này đó. Cái gì? Hả? Nghe. Ha, rồi giờ chị được hưởng EDD trong cái tôi có đồng xu nào đó. Em ơi, em có đọc báo chí không? EDD cắt rồi, đang cãi lộn, hiểu không? Tôi nhìn không biết bao giờ mới có, trước bầu cử hay sau bầu cử không hề biết em ơi. Vẫn đang chờ dài cổ ra chờ em ơi. Khỏi cần ảnh chọn, thì tránh nha. Trời. Anh, em nói anh nghe. Gì? Dạ. Em xin lỗi anh, dạ. Em xin lỗi anh, em đứng. Anh, I'm ready. I'm ready cho phòng đối đầu. Ok. Mình bán cái gì anh? Vòng đối đầu là một vòng thì vô cùng căng thẳng bởi vì anh chị sẽ bán một món đồ mà vô cùng quý giá tại công ty của chúng tôi. Em không biết là em có căng thẳng không chứ em thấy anh rất căng thẳng. Tại vì từ cái lúc mà anh ready nó vô mặt. Trời ơi, hồi nãy giờ vô phỏng vấn mà sao hình như râu anh mọc đậm hơn á. Râu đậm như vậy giờ mới nhìn thấy kỹ nha. Nãy giờ lo quá chị ơi. Thôi bây giờ về đi, dạ. Để cho công bằng. Hai anh chị sẽ phải thi nhau, ai bán được nhiều sản phẩm hơn thì người đó sẽ được nhận vào công ty của chúng tôi. Dạ, nhưng mà sản phẩm gì em lo quá. Bây giờ là sao? Ý của anh nói là bây giờ mình livestream mình bán hàng thiệt đúng không anh? Chính xác. Hả? Bây giờ mình sẽ được trực tiếp đối diện với hàng triệu khán giả thật ở trên mạng. Trời ơi, tức là livestream thiệt à? Đi ra, bà đừng có nhào với con người của tôi. Bán hàng thiệt, bà làm gì có kinh nghiệm, chỉ có tôi thôi. Cái thế giới này em sẽ là của anh. Ra đi. Dạ, em xin lỗi. Đi qua bên kia. Sản phẩm tôi để sẵn ở dưới rồi đó. Ủa, vậy hả thầy, thấy anh cầm cái đó qua em tưởng đâu là... Cái này là để set up, chuẩn bị lên mạng, hiểu không? À, cái vi tính này là kết nối với màn hình tinh thể lỏng kia. Ồ, tức là bây giờ livestream thiệt á hả? Livestream thiệt, tập trung vô. Là có nghĩa là mọi người ơi thiệt á hả? Yes! Nửa văn nữa, càng nói càng văn, dễ sợ thiệt á. Cái con virus là nó floating đó nha, trời ơi, nó kinh khủng quá. Rồi, bây giờ anh on lên chưa?
đi vô đứng sẵn đi, chờ tôi sẽ đắp nè. Mình bây giờ mình bán gì anh? Mình bán ti hả anh? Không, cái ti là ok rồi. Bây giờ xong rồi. Dẹp, bây giờ mình bán anh hả? Bán thân hả? Bảy ạ. Dạ. Nè, ở dưới đó có cái hộp sản phẩm đó, lấy lên giùm mình. Lấy cái này hả? Ừ đúng rồi, cái máy bơm sữa đó. Máy bơm sữa hả anh? À. Trời ơi. Ông tóc tím mà nó không có kinh nghiệm, em có kinh nghiệm anh. Em có kinh nghiệm. Trời ơi, em là bơm đầy đủ trời, bao nhiêu năm trời chỉ có bơm và bơm thôi anh ơi. Trời đất ơi, ở nhà cũng bơm, đi làm cũng bơm, cất vô tủ lạnh quá trời quá đất luôn á. Dạ. Lily. Cái gì? Dạ. Mình là mình bán, mình nói về cái kinh nghiệm bán hàng chứ không phải mình nói về kinh nghiệm đẻ đái ở đây. Hiểu không? Mình bán về kinh nghiệm đẻ. Kinh nghiệm bán hàng là mình nói gì? Nói cái miệng. Trời ơi, nhưng mà cái gì cũng có kinh nghiệm, có kinh qua kinh nghiệm thì là mới tốt hơn thôi. Đây, bây giờ anh on lên đi. Bác. Thì bây giờ bước vô đi nè. Dạ, em rồi. 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 Livestream on air. 3, 2, 1, bắt đầu. Hi, mọi người ơi, vô đây nè. Dạ, vô đây với Mai Ca. Ừ, Mai Ca năm nay 21 tuổi. Trẻ quá hả? Dạ, thank you. 50 cũng nói 21. 21 tuổi, dạ. Số đo 3 dòng 90, 60, 60. Trời ơi, cái gì vậy? 90, 60 và người đang về vuông xuống vậy hả trời? Dạ, chào Việt Nam, chào Lâm Đồng, chào Nha Trang, chào everybody. Đúng rồi. Trời ơi, nhiều người thả tim quá. Trời ơi, mới có chào thôi. Dạ, em mới chào thôi mà mọi người gần. Trời ơi, quăng tim quá trời luôn. Vậy đó, em thích quá à. Sao, răng trắng quá hả? Dạ, em biết. Dạ. Trời ơi, có comment nữa, trời ơi, nói nút ruồi dễ thương, giống chí tài. Bỏ nha, dạ, nút ruồi này là nút ruồi duyên, dạ. Còn cái kia là con dê chó. Mình phải phân biệt được cái nào là nút ruồi duyên, cái nào là con chó nha. Đứa nào chơi thả phẫn nộ vậy, hả? Nè, bớt đi nha. Nè, chị ăn hết cuốn nội mày để lại hay sao mày tự nhiên mày thả phẫn nộ chậm. Lắc nó luôn rồi. Dạ, rồi mình bán hàng đi nè. Dạ, vui vẻ không quạo. Dạ, cả nhà ơi. Dạ, mọi người ơi. Các mẹ ơi. Các anh ơi. Dạ, nói chung là dạ, đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ. Gái có con thì chỗ nhỏ chỗ to. Dạ, muốn cho to nhỏ đều nhau mua cái máy bơm sữa. Dạ, hai bên to đều. Dạ. Trời ơi, mọi người thích quá, mọi người thả tim cười. Trời ơi, thích quá. Yes, thank you. Dạ, comment cứ nói đi. Dạ, để em trả lời hết cho. Trời ơi, để em đặt comment nha. Dạ, trời ơi. Dạ, chị Tuyết Minh, chị hỏi em gì à? Dạ, cái máy bơm sữa này có gì đặc biệt không chị? Dạ, cái máy bơm sữa này rất đặc biệt chị Tuyết Minh ơi. Dạ, NASA đã chứng minh rồi. Dạ, cái máy bơm sữa này coi như là nó đặc biệt một cái là coi như là nó có thể scan được lực bóp bằng tay của ba đứa bé. Dạ, scan vô trong đây và nó để trong bộ nhớ. Khi nào người mẹ cần bơm sữa ra thì nó sẽ trả ra từ cái bộ nhớ để nó đưa ra cái lực đẩy đó mà bằng với cái lực bóp của bàn tay của ba đứa bé thì sao người mẹ sẽ cảm nhận được sự thân thiện của cái máy bóp này là bàn tay của ba đứa bé. Và sao thì cái dòng sữa mẹ nó sẽ tuôn ra như xối xả như dòng thác vậy đó. Dạ. Dạ vậy chị thích không? Dạ thích quá trời, chị thích. Thích vậy mình order liền đi chị. À, chị chưa muốn có con. Dạ chưa muốn có con. Nhưng mà mình có thể mua để dành. Dạ khi nào chị. Trời ơi, dạ khi nào chị muốn có con chị mới mua. Dạ cảm ơn chị Tuyết Minh. Dạ có người khác thả tim nữa. Dạ chị Vi hỏi gì. Dạ cái này là 100 đồng nha, luôn thuế. Dạ free shipping nha. Dạ free shipping luôn. Dạ đúng rồi. Dạ con chị lớn rồi chị không cần. Hỏi cho đứa em. Dạ sao trời ơi, dạ vui vẻ không quạo, mình buôn bán mà. Dạ khi nào mà chị cần thì chị cứ nhắn em nha. Dạ cảm ơn chị. Dạ cộng đồng vẫn dạ, mọi người vẫn thả tim cho em đi à. Dạ cảm ơn. Thôi nghỉ đi chút xíu. Hết giờ. Dạ trời ơi, bán hàng như vậy là chết tôi rồi. Nãy giờ nói không à, chỉ kéo được cái lượt view à, không có bán được hàng gì hết. Cho em không có bán được cái nào hết. Nãy giờ không bán được cái nào hết là chết tôi rồi. Em nhiều lắm, cho em chút xíu nữa, em nói chút xíu nữa. Thấy chưa, trời ơi, thả coi như like là một chuyện mà mua là một chuyện khác, đúng không? Đúng. Dạ. Rồi bây giờ anh làm ơn đi xuống giùm đi, cho bà chị này lên đi. Trời ơi, tự nhiên nói em run mà. Cho em chút xíu nữa đi. Thôi được rồi, đủ rồi. Trời ơi, không tôi người ta miêu cái mic bây giờ đó, trời ơi nói nhiều quá. Bây giờ tới em. Cái gì vậy?
Trời ơi, sản phẩm của mình là phải nâng niu. Nói như vậy mà tôi còn chưa bán được cái nào. Bà lên đây, bà lên đây đi. Vừa để cái nhan sắc của bà. Được, bà thả một cái tim thôi con bà. Anh ơi, không mấy mình không like được không? Và làm giống hồi nãy được không? Chứ đừng có like được không anh? Làm sao? Đừng có like vờ được không? Chứ em rung quá, tại này nào giờ em chưa bao giờ. Không được, đây là thi đấu đàng hoàng. Bây giờ chị có muốn vô làm công việc này không? Tức là chị chọn một thôi không anh? Một thôi, only one. Dạ, lần này là đừng debate cuối cùng thôi không anh? Dạ, rồi. Trời, bởi vì ăn không tỉnh ở rỗi suốt ngày coi chính trị. Dạ rồi. Sẵn sàng chưa? Dạ rồi, lần này debate hòa bình, lần cuối là debate, lần trước gây lộn cho lần này hòa bình. Dạ. Mỗi người một phong cách khác nhau. Dạ đúng rồi, phong cách khác nhau. 3, 2, 1, bắt đầu. Em chào tất cả các chị em phụ nữ. Trước tiên thì em xin có một cái điều như thế này nè. Hồi nãy có những cái khi mà mình kinh nghiệm mình nói ra là chị em phụ nữ tin để chị em phụ nữ mua mặt hàng. Giống như cái máy bơm sữa này đây. Hồi nãy cái em trai áo cam nói là cái máy này có thể đo được cái độ bóp của người cha. Để cho nó tạo thoải mái. Nhưng mà em xin thưa thực tế là thế này. Trước khi sanh đó thì còn có độ bóp của người cha. Nhưng sau khi sanh rồi, cha nó không thèm bóp thì lấy đâu mà đo được độ bóp. Dạ. Đó là thực tế. Dạ, nó rất là đau lòng. Dạ đây, em xin trở về cuộc đời của em. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Dạ, dạ. Phải hát hay chứ còn hát như mẹ. Trời ơi kìa, tôi có ai thả tim đâu. Đó. Trời ơi, khóc không mà lên 500 like. Bao nhiêu like rồi anh? 700. Trời, em rú lên rồi bây giờ. Sao có thể không vậy trời. Mẹ. Trời ơi, em nói thiệt, cái cuộc đời của em á, nó chuyên chuyên lắm. Coi như là hồi nãy tại sao em hát cái lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Bởi vì nó liên quan tới bầu sữa. Người mẹ giống như biển Thái Bình cũng như là biển sữa đó. Khi mà mình 20 tuổi, bầu sữa của mình nó lai láng như là biển trời, nó nhiều lắm. Ao 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 để cho con bú. Mình không cần tới máy bơm sữa này, bỏ qua một bên. Nhưng khi mình 30 tuổi, cái biển cả nó biến thành dòng suối róc rách, nó nhỏ hơn chút xíu nhưng nó vẫn ao 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 ao, và mình vẫn chưa cần cái này. Ủa cái gì nó hít dữ vậy? Để đây thôi, chờ từ từ. Từ dòng suối bốn mình tụi mình bị dày vò, mình bị đau khổ tất cả mọi cái, nó biến thành từ từ nhỏ dần giống như khe róc rách chút chút thôi, thì bắt đầu chúng ta cần thì cái máy bơm sữa này để bơm vô. Và cuối cùng khi chúng ta quá đau khổ rồi thì dòng sữa của chúng ta chỉ còn là giống như là cái romine mà vặn nước nhỏ, nó kêu tưng 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 tưng, cho nên chúng ta lại càng cần cái máy bơm sữa này hơn. Trời ơi đau khổ, em nói em đau khổ đó, tại vì khi mà nói cái máy bơm sữa này em mới nhớ đến một kỷ niệm ngày xưa kinh khủng lắm. À đợi ba phút chưa anh? Không, câu chuyện đang hấp dẫn lượt like. Không, nhưng mà mình thi đấu có 3 phút. Em đây. Dạ anh. Dạ không. Thì em la khách hàng áo cam chứ em đâu có la dám la khách hàng mua hàng đâu, để em nói tiếp. Là em nhớ tới ngày xưa em nhớ nó lâu lắm rồi. Em nhớ là lúc đó con em còn đỏ hỏn, em bế trên tay trong một đêm mưa gió bão bùng. Ê ê chị trời ơi, tôi đang quảng cáo thôi, nhưng mà si con đi đái ở đây chi vậy trời? Cái gì vậy? Không chị... làm special effect mưa gió bão bùng là đang gió mưa shh né mưa gió bão bùng mà. Vậy là special effect hả? À, trời đó. Ơi, làm được luôn hả? Bum! Cái gì vậy? Xét đánh á. Mưa gió bão bùng phải có xét chứ đúng không? Cái này anh special có duyên effect. Quá. Anh có duyên quá. Trời ơi, cái này tôi phản đối. Để người ta bán tiếp đi được. Không, 3 phút rồi. Không, từ từ chút xíu, em nói lẹ lắm. Rồi, nhanh đi. Tay con ôm nó hộp tay như thế này mà em coi như là lúc đó là cái nhỏ nó chỉ là cái romine chút xíu, cho nên em phải bơm sữa một tay như thế này. Thì lúc đó em hay tin là chồng em nó đã đi theo người khác. Em tức, em biết làm gì bây giờ. Trời ơi, thế là em đặt con em xuống cho nó ngủ ngoài. Em vô tình thôi, em cầm cái máy bơm sữa em rượt theo nó. Trời ơi, em không biết làm gì bây giờ. Nhưng mà người ta nói phụ nữ ra ngoài đường đánh son chứ không đánh ghen. Em không đánh ghen, em chỉ đè nó xuống ra. Em lấy cái này, em dắt sữa nó. Mà quý vị nghĩ coi, đàn ông không có tiếng sữa. Đàn ông không có tiếng sữa mà dắt làm sao ra 8 ao sữa cho con em bú thì cho nó chết nó luôn. Cho nên cái này rất nhiều công dụng. Bơm sữa là một, đây là vũ khí quánh ghen mà không để lại dấu tích. Đó. Tôi yêu cầu đó, anh. Trời ơi. Yêu cầu anh tắt livestream liền cho tôi. Chị anh Thủy Hương. Liền livestream cho tôi. Kiểu bán hàng chị Thủy Hương. Trời ơi, con chị lớn rồi mà chị vẫn mua để ủng hộ hả? Bả xào đó, cái câu chuyện này tôi người biết. Người ta đang mua kìa. Không,
cái câu chuyện này tôi ở với chị bao nhiêu năm tôi biết. Chị đặt chuyện ra để chị bán chị lương gạt khán giả là một người không tốt. Ủa? Chứ làm sao? Cái câu chuyện là phải có đặt ra, có đầu có đuôi này kia nọ, có phải viết để cho người ta hấp dẫn người ta mới bán hàng được chứ. Chứ ở đâu ra mà lấy cái này mà dắt được sữa hả? Tôi nói cho anh nghe, tôi nè, anh ơi em nói cho anh nghe, đây là cái gì? Mình công ty tập đoàn mình là bán đồ cho trẻ em, đúng không? Bán đồ cho trẻ em mà tại sao anh có thể để một cái người phụ nữ mà tôi nói vũ phu như vậy? Vũ phu lấy cái này mà đập vô trong mặt của thằng chồng rồi dắt sữa của thằng chồng ra. Hả? Chị là bà chị, nói sao? Bà... Chị chỉ có dắt sữa thôi chứ có làm gì đâu, không có đánh đập, chị có dắt sữa thôi. Chị nói mà lắm. Nó cũng chết bà nó rồi. Chị nói lắm. Chị nói là đàn ông không có sữa, nếu không có sữa thì tại sao nó có sữa ông thọ? Trời đất ơi, đó. Câu chuyện của hai người tuyệt vời, chạy tiếp đi. Chạy tiếp gì? Không, nói này nè, này. Bây giờ tôi nói cho anh. Bây giờ trở mặt đấy không? Buôn bán, của anh, tôi để qua một bên nhưng mà giờ tôi nói chị nghe. Cái gì? Bây giờ chị nói đi. Chị nói cái gì? Tôi nói cho bây giờ. Bây giờ nhà cửa chị ở tôi lo cho chị bao nhiêu năm nay, đúng không? Tôi cũng... Nín! Nín ngay. Mày nói mày lo cho tao hả? Vô nói vô lo cho mi hả? Trời ơi, bình thường cái phòng á, xe 700 đồng á, nó đặt nhà tôi, mấy mẹ con tôi 1,000 đồng, mắc hơn 300 mà nó lo cái gì? Anh nghĩ đi, người ta đó là coi như là cái một người ở, người ta mới 700, còn hả, bà một bà với 6 đứa con ở, đưa tôi bao nhiêu tiền, tôi nói ha, một ngày đi tắm 10 lần, tôi nằm ghế một bên, mà trời tôi ơi, tôi lét thôi mà tôi nói giật nước, cái gì đâu, con người suốt ngày nằm nghe đếm giật cầu làm sao, có ra gì đâu, tôi lo cho chị biết bao nhiêu, bây giờ đi chị đồng tiền rồi. Hãy lớn lên, trời ơi, chưa bao giờ công ty tập đoàn của chúng tôi đạt tới cột mốc 1 triệu view. Trời đất ơi, 100.000 like, 100.000 chia vậy? Sẻ, trời đất ơi. Ủa, cái chuyện gì? Anh, nãy em kêu anh tắt livestream rồi, tại sao anh vậy? Ngu anh, sao anh cắt? Cái gì? Cái gì? Ngu sao cắt livestream? Hai người không biết đâu, tôi là một chuyên gia, để mình sống sót, để mình sinh tồn trong cái ngành livestream này, chúng ta phải lôi càng nhiều những câu chuyện drama ra, càng cãi lộn càng nhiều, người ta càng thích, người ta càng chia sẻ, người ta càng lấy, công ty tôi bán cửa hàng, tuyệt vời. Trời ơi, cả nhà ơi, tụi em bị gạt rồi, tụi em bị gạt rồi. Chúng em thương nhau lắm, hai đứa hiền lắm, không có biết vậy không? Trời ơi, trả thù. Dòng bứt phá đã qua. Đúng, bây giờ. Bây giờ chúng ta phải đi đến dòng chung kết, bé, ba. Nè, làm gì đó? Nói cho anh biết gì đó. Anh làm ăn lương liệu hả? Quay tụi nó vẫn đẹp chứ. Trời ơi, nó vẫn đẹp chứ. Thôi em ơi, trời ơi, đẹp cái gì nữa? Rồi, ta sẽ dắt hai rồi đó. Lừa chồng chứ. Trời ơi. Về chị. Trời ơi, em trợ chúng quá. Nè. Trời ơi, không lẽ công ty của tôi hoài chỉ còn một thành viên sao? Gì vậy? Đang tập ngon trớn sao lại tắt cái tiếng kèn đi, thổi tiếp cho em tập đi anh. Thôi thổi hết nổi rồi. Đang thổi nhớ tôi phải trả tiền bill hết thổi nổi rồi. Bill cái gì mà bill không biết nè. Bill cái gì? Tháng nào cũng nguyên cọc bill gì nè. Nào là tiền nhà 750, tiền xe 350, thẻ Macy 700, thẻ Nordstrom 450. Victoria Secret. Rồi em làm gì em mua đồ ngủ tới 4,500 lần. Hay, cái này là giữ hạnh phúc gia đình. Trời ơi, một tối em thay 7 màu khác nhau anh không happy à? Anh xin lỗi em nha. Cái gì? Anh cài đầu tắt mặt tối trả bill cho em rồi. Bây giờ anh thấy có một màu à. Màu gì? Màu đen ám đạm. Trời ơi, anh ơi, anh khổ quá à. Em nói cho anh nghe nè, suốt ngày anh cứ tiền không à. Năm 2000 tới rồi, tiền bạc nó là phù du. Gì? Tiền bạc là phù du hả? Ừ. Mà không có tiền là phù mỏ. Bởi thế cho anh là suốt ngày cứ tiền không à. Anh như là thuộc cái loại như là sống nghèo mà chết giàu. Còn em nè, sống giàu mà chết nghèo. Trời. Là sao không hiểu gì vậy? Chứ đây này, anh sống nha, không dám ăn nha, không dám mặc nha, không dám xài gì hết nhá. Rồi chết để em đóng tiền, ai xài? Còn em,
có tiền xài không tiền cà thẻ, thích cọ xoàn cà thẻ, thích shopping cà thẻ, thích xe cà thẻ, nợ ngập đầu chết xù. Hay quá ha, hay quá ha. Trời ơi, năm 2000 tới rồi, người ta đồn tận thế tới nơi á, phải enjoy, enjoy cuộc sống, ok? Enjoy, enjoy cuộc sống, tận thế đâu cũng thấy, thấy tận mạng á. Ơi! Đó, chủ nhà tới kìa. Mỗi mấy người tính tận số, tận thế chết thì phải trả tiền nhà cho tôi hay sao vậy? Tức cười quá à, đáng lẽ tôi đi chùa đó mà tôi nhớ còn thiếu tiền nhà, tôi tức quá tôi lại tôi chửi mắt tôi mới đi nè. Cái kiếp gì vậy đó, nhà có hai vợ chồng mà xài chi cả trăm mấy bóng đèn dữ vậy, mà đóng phim hả? Trời đất ơi, tắm cũng vậy nữa, thất nghiệp mà tắm chi tuần tới hai lần dữ vậy. Tôi nói rồi, tôi lại mấy người, tôi năn nỉ mấy người rồi, ráng đi hai vợ chồng, ráng sáng ăn cái gì một lượt đi, nó đau bụng một lượt, đi cầu một lượt, giật nước một lượt luôn. Trời ơi, cho nó đỡ tốn tôi chứ. Tôi nằm ở trên lầu á, mỗi lần tôi nghe tiếng nước giật á, tim ta đau nhói. Vậy mà mấy người đâu có biết đâu. Bà chủ. Vậy? Tôi đề nghị bà chủ này nha. Vậy? Bớt nói là đi, đỡ tốn lắm. Tốn gì? Tốn nước miếng. Đừng có giỡn mặt cái tao như mày. Có sao nói vậy người ơi. Xin chào. Ai đây? Cái kia? Giảng đạo à? Thôi đi dùm đi. Không, không, không. Cái tướng này là tướng bán bảo hiểm nè. Bảo hiểm cái gì? Bán hòm thì có. Dạ thưa bà. Gì đây? Cái gì vậy? Nè, cái gì vậy? Tôi xin được tự giới thiệu, tôi là luật sư Trần Trường Trị. Trời, cái tên gì mà nghe trẹo bắn hỏng cái gì? Trần Trường Trị. Trời. Luật sư nghe cái tên giống như là xã hội đen vậy. Hân hạnh được chào luật sư Trần Trường Trị. Hân hạnh biết không? Dòng họ ba đời của Trần Trắng Trần, Trần Cáo Trở và Trần Trồn Trột. Tôi không đùa với ông nhé. Dạ không dám. Thưa bà cho tôi hỏi, bà có phải là bà Nguyễn Thị Mai sanh tại Hồ Nai không? Vâng, tôi là Nguyễn Thị Mai đây. Nhưng mà thưa với ông, nhà tôi nó đang có sao quả tạng nó chiếu đây này. Tôi không có mua bán gì đâu mà ông đi cho. Không, tôi không buôn bán gì cả. Tôi là luật sư Trần Trường Trị, đại diện cho thân chủ của tôi là Hoàng Phi Hùng, hàng xóm của bà mới chết cách đây một tuần. Tưởng ai cái thằng cha Hoàng Phi Hùng à? Trời ơi, du côn du đáng, cái xóm này đâu có ai ưa đâu. Ôi giời, tưởng ai chết thì kệ đấy chứ. Cái gì đâu mà mặt thì rất là du đáng nhá, tóc thì đen nhá, chân mày thì rậm nhá, râu ria xồm xòa nhá, suốt ngày có một cái bộ vest xám với sắc Samsonite. Trời ơi, nó vô duyên lắm. Tôi giống một này quá vậy. Không có, người giống người, người giống người. Bà chủ biết không? Tưởng ai xa lạ. Ai mà nhắc cái tên Hoàng Phi Hùng ai cũng ghét hết đó. Đúng. Cái thằng ấy lưu manh nhất cái vùng này. Đấy. Nó làm giàu được là buôn bán xì ke. Đúng. Đâm thuê chém mướn. Ừ. Nhưng mà xui cho nó, vừa rồi nó chết biết sao chết mà chủ. Sao? Đi nhậu sai xỉn về. Sao? Đi ngang cái dũng sình á. Té xuống chết đuối chết. Trời ơi, vậy tao nói cái tứ quậy đi năm châu bốn bể là tứ hải tung hoành không chết. Mà sụp lỗ chân trâu chết. Tao nói nghe cái tên thằng cha đó chết là ai cũng mừng hết trơn á. Dạ. Đấy. Thưa bà, một lần nữa xin bà xác nhận lại, bà có phải là bà Nguyễn Thị Mai sanh tại Hồ Nai không? Thưa ông, tôi xin xác nhận tên Việt Nam của tôi là Nguyễn Thị Mai, tên Mỹ là Maureen Monroe Lela Nguyễn, ok? Tôi ở cái xóm này lâu lắm rồi nha, mà tôi chưa có thấy ai là luật sư Trần Đường Trị hết. Chắc ở đâu mới tới hả? Dạ vâng, tôi mới ở tù ra. Mắc cười quá à. Luật sư mà ở tù. Tội gì vậy? Thì có gì đâu, hồi đó tôi cũng đi ở nhà thuê, nhà mướn đó bà. Thiếu tiền nhà một hai tháng, con mẹ chủ nhà nó tới nó đòi phiền quá, giận quá bà chủ. Đạp cho nó đạp chết luôn. Giết người đó. Ê. Cái gì vậy? Bình thường bà ngon lắm vậy, sao hôm nay tự nhiên cà lắm vậy? Tự nhiên tao sợ mày. Qua sợ đi, qua đi. Không, mày qua bển đi. Mà gì vậy? Mà giết người mà sao thả sớm vậy cha? Là vì hạnh kiểm tốt. Nhưng mà thôi dẹp cái chuyện nó qua một bên đi. Lần cuối cùng xin bà xác nhận lại, bà có phải là bà Nguyễn Thị Mai sanh tại Hồ Nai không? Tôi điên bây giờ đấy, ông có muốn quay trial và license của tôi không? Nếu có thể. Nè, tôi xin lỗi luật sư nha. Nãy giờ luật sư vô, luật sư nói dài dòng hỏi tên hỏi tuổi người ta. Bây giờ còn coi đôi coi trai phải lại xanh nữa. Bây giờ muốn cái gì nói thẳng lên. Nếu đúng thì tôi xin được long trọng thông báo cho bà một tin rất là quan trọng. Rồi. Tôi là luật sư Trần Trường Trị. Chắc nữa.
Giới thiệu 4 lần rồi ông. Nói tiếp. Luật sư Trần Trừng Trị là tôi. Trời ơi, ơi. Còn lại ba. Vô vấn đề nói. Tôi đại diện cho thân chủ của tôi là Hoàng Phi Hùng. Trước khi chết có viết di chúc. Rồi viết cho ai mặc kệ. Nói tiếp. Để lại gia tài. Gia tài cho ai kệ bà đó đi. Rồi. Để lại gia tài cho bà Nguyễn Thị Mai. Rồi bà Nguyễn Thị. Vô anh em. Gia tài. Sao hai đứa mày á khẩu hết trơn vậy? Trời đất ơi, Hoàng Phi Hùng á, nó đâm thuê chém mớ, nó buôn lậu, nó giàu lắm, nó để ra tài có như mình giàu rồi. Trời ơi, trời ơi, bất chiến tự nhiên thành mình hên quá anh ơi. Hên gì hên em. Cái gì? Tại vì mình ở hiền gặp lành. Đúng rồi. Ở ác như mẹ này á. Trời ơi, hên quá, hên quá. Trời, Hoàng Phi Hùng chết mình hên quá. Bây giờ sao nữa, sao nữa? Hên quá, hên. Buồn, 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 buồn. Em sao tự nhiên cười vô duyên vậy? Cười đâu mà cười, tao đang cảm động muốn chết đi nè. Khóc đi. Ôi trời ơi, anh Hoàng Phi Hùng ơi, ôi trời ơi, sao mà anh bỏ Dương Gian nó đi sớm thế? Ôi trời ơi. Thôi vậy em nói với bà chủ nghe, Hoàng Phi Hùng coi vậy chứ dễ thương lắm. Trời ơi, sao trời hại kẻ gian vậy trời. Bởi vậy người Mỹ mới có câu. Câu gì? Good people die young. Là chết yếu đó. Dạ. Bởi thế cho nên hoa thơm bề trên cho người ít quá. Ôi anh Hoàng Phi Hùng ơi. Bây giờ em thương anh quá anh Hoàng Phi Hùng ơi. Dạ, rước luật sư vào buồng. Gì? Bà ngồi. Cảm ơn bà. Úi giời ơi, luật sư ơi, luật sư ngồi đúng cái ghế mà Hoàng Phi Hùng tối tối vẫn thường về ngồi đây. À? Xin em gói mình gói mà. Trời ơi, sao mà giống Hoàng Phi Hùng quá. Trời ơi, em nhớ anh Hoàng Phi Hùng quá. Anh Hùng ơi là anh Hùng. Hùng, em gọi tên anh trong 1000 thương nhớ. Hoàng Phi Hùng gì Hùng trời. Em. Cái gì? Tên ta tên Hoàng Phi Hùng mà Hùng mà. Biết rồi nhưng bỏ dấu cho nó vào nhạc. Trời ơi, không biết gì hết à. Ôi trời, anh Hoàng Phi Hùng ơi, em lại anh rời ba hồn đi. Tôi là Trần Trừng Trị, còn bà muốn lại Hoàng Phi Hùng qua nhà bên kia. Chết xin lỗi, dạ mời luật sư ngồi. Bởi vì sao? Mặt luật sư với mặt Hoàng Phi Hùng nó dù đáng giống nhau lộn mãi. Vâng, mời ngồi. Anh, có khách quý, có nước ngọt, mời luật sư. Trời đất ơi, mấy ngày nay nước lạnh không có uống nước ngọt. Dạ. Nhà chị nước ngọt thiếu gì. Để chị lên chị lấy cho hai em mời khách nha. Không, cảm ơn bà chủ, không dám làm phiền bà chủ đâu. Trời ơi, chị thương hai đứa không hết có đâu mà phiền. Dạ. Chị với em mà tình nghĩa là chính phải không? Tiền bạc là phụ thôi, mấy tháng tiền nhà là chuyện nhỏ. Thí dụ như lãnh cái đó có trả cho chị cũng được. Dạ. Mà không có cũng tìm cách sao trả cho tao nha mày. Chị nói chơi. Hai đứa ăn cơm chưa? Dạ chưa. Chị cũng chưa. Mai mốt mà lãnh cái tiền đó xong rồi đó, chiều nay nè. Dạ. Chị cho phép hai đứa mời chị đi ăn nhà hàng đó. Hai đứa chịu không? Chị chịu. Chị nói chơi. Thôi chị lên trển nha. Ý mà quên nữa. Nè, bây giờ đèn có xài thoải mái đi cưng. Tắm đi, tắm ngày 20 lần đi cầu đi. Đi cầu nhiều vô. Đi đi kìa. Đúng là người đàn bà vô duyên nhất của thế kỷ 20. Trở mặt như trở bánh tráng nha. Thấy người ta có tiền cái nịnh nè. Tự nhiên biểu ngày tắm 20-30 lần. Trút nước cho bà chết hả? Rồi lại bảo là đi toilet 1 ngày 40 lần. Chù người ta tào tháo rượt là tiền ai xài chứ. Vẫn không ạ? Bà Mai nè. Dạ. Trước khi tôi đọc cái tờ di chúc này đó. Dạ. Bà có cái bộ đồ nào mặc vào cho nó nghiêm trang không? Để tỏ lòng kính nhớ đến ông hàng xóm của bà vừa tiêu dương nên mình cực lạc không? Dạ có chứ ạ. Quên nữa, em cần có phải tắm cho nó tinh khiết không thưa luật sư? Thế tuần rồi bà tắm chưa? Dạ chưa. Thế nếu chưa thì nay khỏi. Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Dạ. Vậy em có cần thay đồ cho nó lịch sự anh á hả? Dạ. Anh thấy xà lòn được. Ta đi đâu đó?
Dạ em đi thay salon. Nó chơi thôi mà, ngồi đi. Dạ. Ngồi. Nhà ta làm dữ gì cha. Luật sư. Luật sư. Mặt luật sư coi ngầu ngầu dữ ha. Không có. Luật sư coi trẻ chứ già quá ha. Không. 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 Già nhưng mà được cái đen. À, chắc ý không ý em nói là chắc hồi nhỏ má luật sư có bầu luật sư á, chắc uống cà phê đen nhiều lắm phải không? À, không, ý em muốn nói là nếu mà em quen má luật sư sớm á, lúc má luật sư có bầu luật sư á, em nói má luật sư uống sữa đậu nành cho trắng. Ủa? Bọn em nói chuyện vô duyên lắm phải luật sư? Không, anh nói chuyện có duyên lắm chứ. Trời đất ơi, luật sư quá thông minh. Vậy mà em nói chuyện với ai một hồi người ta cũng đuổi em đó nè. Ờ đây. Tôi đi không đánh. Đó. Đúng là người có văn hóa high class mà. Quá tốt, lời khen luật sư. Tôi không đánh, tôi chém thôi. Nước ngọt đây, dạ mời luật sư. Luật sư, hồi đó đó Hoàng Phi Hùng hồi còn sống đó, cái lâu lâu cái đi chơi về cái bị trúng gió, cái hay mời em cạo gió lắm. À thế à. Không biết Hoàng Phi Hùng chết đó, có để gì về lợi cho em không hả luật sư? Có. Dạ gì luật sư? Cái búa. Nè Trung, ăn đi cưng, uống đi cưng, uống thoải mái đi cưng. Trời ơi. Ừ. Chị Lan. Cái gì? Sao nó chị gan quá vậy? Gì gan? Chắc có lẽ thị sĩ mà chị dám mời em ăn hả? Nữa em nói chuyện này, trời ơi, nó nói chuyện tiền bạc nó giận thiệt à Trung à. Cái này là chị thương lắm, chị thương em hết mình luôn vậy đó. Ăn hết đống này đi còn nhiều đống khác là chảnh lắm. Chắc có lẽ mà đống này đống nọ. Anh chứ sao? Thôi chị ơi. Dạ chị thương em quá. Chị thương em không? Thương quá trời quá đất luôn. Mà không có tiền chị thương không? Em xem làm giống hắc y giáo chủ vậy. Phim kinh dị. Bà Mai này. Dạ. Cái bộ đồ này nó đâu có hợp với cái cảnh tiễn đưa người về miền cực lạc. Cái này ném về là đưa về miền hoan lạc rồi. Dạ sao ạ? Cái này là không có hợp với cái cảnh đưa người về miền cực lạc. Thì em biết rồi, bây giờ luật sư tiếp đi luật sư. Thôi bây giờ như thế này. Dạ. Tôi đề mọi nghị mọi người yên lặng để cho tôi đọc tờ di chúc này. Yeah. Dạ. Dạ dạ, mời luật sư ngồi ạ. À, trời nóng quá. Cho anh yên lặng nhé. Tôi tên Hoàng Phi Hùng, viết di chúc này trước mặt luật sư Trần Trường Trị, một luật sư đẹp trai và duyên dáng. Văn phòng có bãi đậu xe rộng rãi, free coffee và donut. Văn phòng mở cửa 7 tuần một ngày. Hả? 7 tuần một ngày? Là không không không, 7 ngày một tuần. Trời đất ơi, luật sư gì mà đọc chữ không chạy nữa trời. Tại bà kéo cái mini chip xuống đi xíu nữa. Trăng quá thế này thì chữ nghĩa nó cứ lộn lên lộn xuống là đọc không được nha. Tại vì luật sư không biết đó thôi, chứ còn cái chỗ này nó quan trọng lắm đấy. À, nó đưa người ta về miền cực lạc đấy. Nhưng mà cực lạc thú. À thôi được. Tờ di chúc như sau. Thứ nhất, cha tôi ông Hoàng Phi Hành, người đã có công sinh thành dưỡng dục, tận tụy hy sinh một đời nuôi tôi khôn lớn. Tôi để lại 200 đồng và một chiếc xe đạp cũ. Thứ hai, sư phụ của tôi ông Hoàng Phi Lộ, người đã có công dạy tôi nghề mở các ổ khóa mà không cần chìa. Tôi để lại 500 đồng và một cái tivi Sony 53 inch. Hư. Nếu ông còn làm thêm một lần nữa tôi sẽ thưa ông đó. Làm gì thưa người ta?
Tôi thưa ông vì cái tội làm phiền giấc ngủ ngàn thu của thân chủ thôi. Bỏ cái hành đi. Cái thằng quý này nó chém mày bây giờ đó. Thằng này nó hay chém mày không biết hả? Thứ ba, cô Nguyễn Thị Mai, người hàng xóm dễ thương của tôi. Tôi để lại 500 đồng hả? 500 tưởng nhiều chứ. Làm nãy giờ là 500 ngàn đô la tiền mặt. Ủa? 500 ngàn? Ta sai trời đất cũng sai. Sai. Ê! Em. Cái gì anh? Uống rượu nào mà sai vậy? Không, em say men tiền anh ơi. Trời ơi, tiền nó dễ say lắm, trời ơi. Luật sư. Nè. Nhưng mà đây là tôi chưa tính cái tiền luật sư phí nhé. Bà cứ trừ đi 30 ngàn là vừa. Chuyện nhỏ. Luật sư nhớ trừ giùm em 3 tháng tiền nhà nữa nha luật sư. Bà đừng có ngắt lời tôi nhé. Dạ. Đâu rồi, đọc tiếp đến đâu rồi? Dạ, tới cái đùi em ạ. À để. Dạ. Thứ tư, tôi cũng để lại một chiếc xe Lexus mang bảng số 9 nút cho cô Nguyễn Thị Mai. Yeah! Anh ơi, anh đừng có xe nó lộ lắm anh ơi. Ông sầu đây anh ơi, trời ơi. Anh Hoàng Phi Hùng ơi là anh Hoàng Phi Hùng. Sao mà anh bỏ Dương Giang đi sớm thế? Lá già còn ở nơi đây mà lá non rụng xuống rời ơi, răng rời. Mà luật sư ơi, cái lịch sử đời năm nào vậy luật sư? Đời mới nhất, 2000. Yeah! Buồn quá. Ôi anh Hoàng Phi Hùng ơi, nhà cao cửa rộng anh không ở, xe hơi mới anh không chạy, anh ra ngoài đồng anh ngủ với run. Trời, giống ái dân quá vậy. Trời ơi, cái này mà ái dân cái gì, ái gia chứ ái dân. Luật sư, thế 500 ngàn tiền mặt có phải khai thuế không luật sư? Không thuế mẹ chứ. Trời ơi, sao em cảm động quá anh Hoàng Vy Hồng ơi. 500 ngàn tiền mặt mà không thuế má mẹ gì thì cái mã tổ nhà em nó tán hàng rồng rồi à. Trời ơi, em vui quá. Ê, nhưng mà luật sư, còn nghe nói cái bảo hiểm nhân thọ triệu bạn nó cho con chết tiệt nào thưa luật sư, nó cho con nào. Gì vậy? Bà tham lam quá à. Được rồi, đủ rồi. Dạ, em xin đại diện nhà của em cảm ơn luật sư nhiều. Dạ. Chút này của vợ anh chứ mắc mớ gì anh mà cảm ơn. Không, của chồng công vợ. Dạ, của chồng công vợ. Dạ. Thôi bà Mai, bây giờ như thế này nhé. Dạ. Bây giờ tôi về văn phòng. Dạ, dạ. À, tí nữa bà ra bà gặp tôi. À, dạ. Lãnh chết cái lái xe về luôn nhé. Dạ. Thôi xin chào. Dạ. Dạ. Xin chào. Thấy chưa? Tao nói tụi bay thấy chưa? Cái nhà này nó hên, dễ sợ lắm á. Nhà hướng nam không làm cũng sướng mà. Thôi đi bà nội ơi. Thôi mới dọn vô nhà này mà nói nhà hướng Tây mà. Thì nhà hướng Tây không cài cũng có vậy. Vậy hả? Rồi sao thấy không? Mấy em thấy không? Cái nhà này nè, em nhớ vợ chồng Thu không? Ở Việt Nam mới qua nghèo gần chết vậy đó. Thế ở đây có 2 tháng cái dọn ra riêng mua nhà lớn. Ủa? Sao ngộ vậy? Trời ơi, tao nói thất nghiệp đâu có làm gì. Cái lái xe đi chơi. Trời đất ơi, nó hên quá trời, nó bị đụng xe. Đụng xe mà hên chị. Trời ơi, còn hên hơn nữa, thằng chồng nó chết tươi vậy đó. Trời ơi, nó lãnh bảo hiểm cả triệu đô, ra mua nhà lớn xài thoải mái, em thấy không? Tao nói cái nhà này hên vô là chết vậy đó. Nè, nói cho em nghe, cái bàn tay của em hả? Làng bằng tay sướng, phú quý, ngồi mát mà ăn bát mì đó kinh. Chị nói cái gì kỳ vậy chị? Em mà bây giờ là đi ăn mì à? Em bây giờ là phải sơn hào hải vị chứ lị. Anh, đón cho em chiếc taxi để cho em đi shopping. Em mua bộ đồ Gucci, em mặc cho nó lịch sự. Rồi em ra văn phòng luật sư, em lãnh sách. Rồi em lái lấy xịt về. Có phải vậy không hả anh? À phải. Sao vậy? Em hử? Em bị trúng gió hả? Có trúng cái gì đâu. Sao mà như... Trời anh ơi, trong tay nửa triệu bạc rồi, phải đổi cuộc sống chứ. Đổi lời ăn tiếng nói cho nó sang chứ là ê. Có phải vậy không hả chị?
hả chị? Phải rồi, em em nè. Em khỏi đón taxi làm chi. Bây giờ để chị làm tài xế cho em cũng được. Ôi, bây giờ em cứ sai chị thoải mái đi. Ôi, chị sẽ làm tôi mọi cho em. Thôi mình đi chị nha. Đi, đi cho nó sang này. Ê, có chừng thế, mãi có chừng thế. Sao vậy? Mà lại có tiền giờ ở cái phòng cũ này nó cứ bắt té thế đi. Chờ anh Hoàng Phi Hùng của em buồn quá. Ủa ngộ vậy? Dạ. Ngộ quá ha. Con người ta có tiền cái đổi giọng cho nó xoan. Mình thì không đâu. Người ta đổi giọng mình đổi đời. Có tiền rồi hả? Massage nè. 1-900 sung sướng nè. Yes, sống trên đời này người giàu sang sướng hơi người nghèo khó. Trời đã ban cho luật sư. Xin chào luật sư. Luật sư quay lại nữa à? Bà Mai có nhà không? Dạ nhà tôi đi vắng rồi. Bệnh hả? Dạ không, có tiền đổi giọng cho nó xoan. À, ông làm ơn cho tôi gửi lá thơ của Hoàng Phi Hùng gửi cho bà Mai nhé. Dạ. À, cảm ơn. Dạ. Cảm ơn. Chờ thôi khỏi. Ôi, mới đây đổi đời hay đổi hẹ đi trời. 500 ngàn khi có vợ mình, cái này dám bảo hiểm nhân thọ lắm ạ. Trời ơi, thương Hoàng Phi Hùng quá. Cái gì đây? Em Mai yêu quý của anh. Cái gì vậy? Anh xin lỗi em vì anh chết mà không báo em biết trước. Ngộ rồi nha. Nhưng mà anh viết sẵn lá thư này để khi anh đang nghỉ dưới lòng đất thì em càng hiểu anh hơn. Anh còn nhớ ngày đầu tiên gặp em tại quán Tiết Canh Dịch. Đôi mắt em long lanh nhìn anh với đôi môi đỏ ửng màu tiết canh. Chả diễn tả vợ mình giống ác quỷ Dracula vậy. Anh đã yêu em từ đó. Chúng mình đã... Cái gì? Gì đây? Chúng mình đã ngủ một đêm tại khách sạn Hilton rồi chia tay vĩnh viễn. Anh còn nhớ một câu thơ: nếu có xa nhau mãi mãi, xin một lần mãi mãi xa nhau. Làm thơ gì què vốn như trời. Anh thương em vô cùng. Em tuy già mà trẻ. Trời ơi, tuy em có duyên. Vợ mình dám khen có duyên. Cái kỳ vậy. Trời đất. Bà cười không hiểu vì sao bà cười, tại vì bà điên. Gì vậy? Bây giờ tôi biết hết rồi, tôi không ngờ bà phản bội tôi nha. Cái gì phản bội? Tôi biết tại sao Hoàng Phi Hùng để lại gia tài cho bà rồi. I don't know. You don't know, nhưng mà tôi know. Bà có biết tại sao không? Tại vì bà đã ngủ một đêm với Hoàng Phi Hùng tại khách sạn Hilton. Ờ. Cái gì? Ngủ một đêm với Hoàng Phi Hùng? Ờ. Có không ai? Ngủ một đêm với Hoàng Phi Hùng? Có không? Sao em không kêu chị với sướng quá vậy? Bây giờ bà còn chối nữa phải không? Cái gì chối? Ông có điên không? Sao? Trời ơi, tôi mà ngủ với Hoàng Phi Hùng một đêm á, đời nào nó cho tôi lắm tiền như vậy. Ông biết tôi quá rồi mà. Biết cái gì? Bây giờ còn chối rõ ràng, ghi rõ ràng nè. Giờ tôi phải đi kiếm ông luật sư mới được. Tôi nói tôi không muốn ngủ mà. Nè, luật sư, đưa đây. Nè, đưa lẹ đi. Nè, rõ ràng bây giờ luật sư nói đi. Bà có ngủ không? Bằng chứng rõ ràng nè. Bà có ngủ không? Nói đi. Bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Chuyện đâu còn có đó, xin ông bà bình tĩnh bây giờ nè. Từng người nói một tôi mới nghe được. Biết rồi nhưng mà tôi bảo là tôi thôi, không ngủ. Thôi xin bà nhé. Thôi bây giờ nè, ai già bà xấu nói trước đi. Tôi. Ủa? Bà khỏi rồi đó. Thôi bây giờ cái chuyện nó như thế này. Tôi xin xác nhận cho ông biết. Bà này không có ngủ với ông Hoàng Phi Hùng. Thấy chưa, anh thấy ông em trung thủy mà lại. Cũng giống như ông này, cũng không có ngủ với Hoàng Phi Hùng. Bà Mai cái tấm check hồi sáng có đưa bà còn đây không? Này còn y nguyên đây này luật sư. Dạ đấy, em bảo em trung thủy với chồng em lắm cơ mà. Đây, cái xe, cái chìa khóa xe. Đây còn đây, đây. Vâng còn hết đấy. Mai ơi. Dạ luật sư gọi gì ạ? Mai ơi. Mai ơi vào đây em. Ai vậy? Gì đây? Vào đây em.
Đây mới là bà Nguyễn Thị Mai sanh tại hố Nai. Còn bà sanh ở hố bò mà sao bà xạo quá. Ủa, này Nguyễn Thị Mai hố Nai hả? Này hố bom chứ hố Nai. Luật sư ơi, em nói luật sư nghe nè. Nai với bò gì làm khô dân nhậu, nó nhậu y chang như nhau, không có khác gì cả luật sư. Tôi làm việc theo di chúc nhé. Bà nhìn thế này, em ra đây em. Như thế này mới xứng đáng hưởng gia tài chứ. Em quay một vòng đi. Đã, thấy chưa? Trời ơi, còn cái tướng bà kìa. Nói thật cho bà biết nhé, tôi mà có chết tôi cũng chẳng để lại gia tài cho bà. Kinh nghiệm, em kinh nghiệm. Kinh nghiệm gì tôi không biết nhé, tôi làm việc theo giấy tờ. Dạ. Chào, thôi mình đi hưởng em. Gì kỳ vậy? Trời ơi. Trời. Vậy là tôi phải chạy lên cái xe mạc xe đi đợi 76 lại hả trời? Tôi tưởng giàu tới cho ăn nghèo lấy lợi, nghèo mà ha. Cỡ mặt trời bánh tráng vậy nè. Không sao còn cục nữa. Nãy hên mới giấu. Đưa đây.